Đấu phá thương khung, vô thượng cảnh giới tập 639 và tập 640 kim sắc thần tôn, đế chi bất hủ thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ, mà ở trong tay tiêu viêm biến mất không thấy gì nữa thủy tinh cầu xuất hiện ở từ thần hư linh tháp tầng thứ 13 bên trong, thủy tinh cầu chậm rãi chui vào hải dương màu xám ở trong, chỉ thấy thủy tinh cầu hoàn toàn dung nhập ở giữa hải dương, giống như một tích ánh sáng chui vào đến trong đó, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra nguyên bản mảnh này hoàn toàn hải dương màu xám ở trong có một mảnh hải dương hiện ra màu sắc sạp sỡ tia sáng nhưng đây chỉ là trong đó một mảnh nhỏ hải dương màu xám phát sinh biến hóa giữa không trung ở trong lơ lửng trên bình đài mặt đất có từng đạo đường vân bây giờ nguyên bản ám đạm đông đảo đường vân trong đó một đạo phát ra ánh sáng thiên bình đài đường vân chừng trăm đạo nhưng mà viên này ẩn chứa huyền âm chân dưới một nửa tư nguyên thủy tinh cầu cũng chỉ là đốt sáng lên trong đó một đạo nếu là phóng tầm mắt nhìn tới phát ra quang mang này phiến hải ở nơi này mênh mông vạn linh nạp trong biển cũng bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, mà chính là ẩn chứa huyền âm chân dưới một nửa tài nguyên, vậy mà mới đốt sáng lên một mảnh nhỏ vạn linh nạp hải, có thể tưởng tượng được, từ thần hư linh tháp tầng thứ 13 mảnh này hải có thể ẩn chứa khổng lồ cỡ nào tài nguyên. Trong trước mắt, tựa hồ cái vấn đề khó khăn này liền giải quyết dễ dàng, tối lệnh tiêu viêm cảm thấy bất khả tư nghị là, tựa hồ từ thần hư linh tháp kiểu gì cũng sẽ tại tiêu viêm cần gì thời điểm tự ra hiện cái gì hoặc là từ thần hư linh tháp một mực liền tồn tại dạng này năng lực, chỉ là tiêu viêm cũng không cần, tại thời điểm cần thiết mới xuất hiện mà thôi. Đương nhiên, hay là năng lực ăn bài xuất hiện thời gian tất cả đều tại tôn thượng kế hoạch ở trong, kết hợp phía trước xanh ra, tựa hồ người sau khả năng cao hơn một chút, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cũng là cung cấp tiêu viêm thực lực thời khắc yếu đuối nhất trợ giúp hắn tu luyện, mãi cho đến bây giờ khai phát đến tầng 13, mỗi một tầng năng lực đều dẫn đối ứng tiêu viêm ngay lúc đó thực lực, không gặp qua tại cường đại nhưng tiêu viêm đối với tử thần hư linh tháp sinh ra ỉ lại tóm lại hết thảy đều tựa hồ xuất hiện vừa vặn dưới mắt bên trên bách đầu thái hư thần là mang đi nhất định là không có cách nào mang đi nhưng chúng nó thể nội ẩn chứa bàng bạc tài nguyên ngược lại là có thể thu sạch vào vạn linh nạp hải ở trong hào hùng như vậy tài nguyên nếu là lãng phí liền đáng tiếc thái hư một đám đã không có người sống mà tiêu viêm nắm giữ hư thần áo giáp chính là duy nhất có thể trưởng khống thái hư thần là tồn tại tiêu viêm lúc này liền là nếm thử truyền ra ý niệm nhưng trượt tiêu viêm nhướng mày càng là một đạo bất hủ chi lực cũng không có hướng về tiêu viêm tụ đến hơn nữa thái hư thần là không có bất kỳ động tác gì tiêu viêm rời đi đem ánh mắt nhìn về phía đã bị hắn thu vào linh khư bốn đầu thái hư thần là tiêu viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút bất hủ chi lực bắt đầu từ cái này bốn đầu thái hư thần là bên trên tụ đến nhưng mà cái này bên trên bách đầu thái hư thần là vô luận tiêu viêm như thế nào truyền ra ý niệm cũng không nửa đường bất hủ chi lực hướng về tiêu viêm tụ đến ân ừ. những thứ này thái hư thần là dường như đều bị cường đại cấm chế chỗ phong tỏa trong đó tài nguyên không có cách nào lấy ra tiêu viêm nghi ngờ nói nữ đế ánh mắt cũng là nhìn sang đúng là như thế bọn chúng thể nội đều có cấm chế hơn nữa ẩn chứa sao động cưỡng ép bài trừ hán cấm chế nói không chừng những thứ này thái hư thần là sẽ tự bạo bọn chúng một khi tự bạo uy lực của nó không cách nào tưởng tượng vùng hư không này đều chưa hẳn có thể tiếp nhận nữ đế gật đầu nói tiêu viêm nhíu mày tại cấm chế phương diện tiêu viêm cũng không am hiểu cũng có lẽ là bởi vì bên cạnh một mực có mắt chó tồn tại Tiêu viêm tại cấm chế bên trên không có đi tốn thời gian nghiên cứu hiểu ra, bây giờ mắt chó không ở bên người, bước này cường đại cấm chế thật đúng là thật phiền toái, mắt chó ta cần phải đi. Tiêu viêm thấp giọng nói, hắn biết được mắt chó nhất định lưu lại cấm chế, bằng không trước kia cũng sẽ không ở đối phó hư thương thời điểm xuất hiện, tại tiêu viêm nói ra câu nói này phía sau, nữ đến mắt lộ ra nghi hoặc tiêu viêm ánh mắt trượt nhìn về phía cửu anh một đám, bốn đầu khổng lồ thái hư thần là hóa thành tia sáng lướt đến tiêu viêm, cùng với cửu anh, ma thiên thú huyết về cự long hư ách côn cũng là hóa thành trùng sáng giống như hư không tiêu thất một cái giống như kỳ thực là tiêu viêm đưa chúng nó đều thu sạch vào tầng thứ 12 linh khư ở trong nơi này hết thảy đều đã đã qua một đoạn thời gian bây giờ cũng chỉ cần lại nghĩ biện pháp nên như thế nào đem cái này bên trên bách đầu thái hư thần là tài nguyên cho mang đi là được bên trên bách đầu thái hư thần là là rõ ràng không mang được bây giờ linh khư bên trong đã có bốn đầu ở trong đó ẩn chứa nguyên khí cùng bất hủ chi lực hẳn là còn vẫn như cũ bàng bạc chỉ là dùng tiêu viêm một người hư thần khôi giáp bổ sung hẳn là dư xài. Đến nỗi muốn dẫn đi cái này bên trên bách đầu thái hư thần là, e rằng phải nhất thiết phải bắt chó đem hắn cấm chế trên người phá vỡ mới được, nếu là cưỡng ép bài trừ kết quả e rằng như nữ đế lời nói như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Tại tiêu viêm lời nói truyền ra phía sau, cũng không có nhận được mắt chó khôi phục, kỳ thực tiêu viêm bây giờ coi như phải ly khai cũng nhất định phải đợi thêm một chút, bây giờ tiêu viêm nhíu mày, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt hình như có sát ý thoáng qua người này quả nhiên có vấn đề tiêu viêm đột nhiên mở miệng nữ đế ánh mắt lộ ra không hiểu theo tiêu viêm nhìn phương hướng chỗ nào là hư không vô tận không có tinh thần cũng không có giới khoảng không không biết được tiêu viêm lời nói là cái gì đi thôi viện nhi cuối cùng lại bồi ta một lần tiêu viêm nói nữ đế cũng không có tìm ta tiêu viêm là chuyện gì nàng chỉ là êm ái gật đầu một cái vô luận chuyện gì phẳng phất đều đã không trọng yếu băng uẩn thảo bành một tiếng hóa thành mấy chục trượng nó mặc dù không nói chuyện vẫn còn xem như có nhãn lực gặp tiêu viêm cùng nữ đế chính là lướt đến băng uẩn thỏ phần lưng tiếp đó hóa thành trường hồng biến mất ở giữa hư không san thần cung nhìn bên này lấy đã không thấy tổ quát cùng với hồn huyết đều đã quay về đã có một số người bứt ra rời đi mặc dù đại bộ phận người không nói gì thêm kỳ thực đều hiểu xảy ra chuyện gì bọn họ cung chủ đã chiến bại mà tiêu viêm trả lại hồn huyết cũng không tai họa tại bọn hắn cho nên người thức thời đều đã là bứt ra rời đi xây sì dưỡng quân toàn bộ tại không có nhận được nữ đế mệnh lệnh không người rời đi vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại mênh mông giữa hư không, có một đạo cầu vòng, cũng không phải là thẳng tắp mà đi, phóng tầm mắt nhìn tới người đạo trưởng này cầu vùng lộ ra vì trầm bồng chập trùng gợn sóng tuyến, chỉ là trong đó hình ảnh không người nào có thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, ở hư không một chỗ, nơi này có một khoảng màu tuyết trắng tinh thần, tinh thần phía trên gió lạnh gào thét, phong tuyết mỗi giờ mỗi khắc ở mảnh này tinh thần phía trên bao phủ, có một chút địa phương băng tuyết chừng trên trăm tên sâu nơi này hồ nước cùng hải dương toàn bộ biến thành kiên cố vừa dày vừa nặng tầng băng bởi vậy ở nơi này ngôi sao phía trên cơ hồ không nhìn thấy sinh mạng tồn tại cho dù là một chút người tu luyện đến ngôi sao này phía sau cũng sẽ bởi vì nơi này cực đoan hoàn cảnh chờ không được bao lâu sẽ rời đi nhưng mà chính là ở nơi này khỏa cực kỳ lạnh lẽo tinh thần phía trên tại vạn mét thâm hậu dưới lớp băng dù ai cũng không cách nào nghĩ đến ở nơi này lòng đất có phát ra nhiệt độ cực kỳ cao độ màng lớn màu đỏ nhìn như tinh thạch giống như khi thì cứng rắn khi thì mềm mại mà ở nơi đây hạch tâm một đạo thân hình ở vào trong đó, ánh mắt đánh giá quỷ dị này bốn phía, đạo thân ảnh này mi tâm chỗ bỗng nhiên có hai đạo tinh ấn lấp lóe, thân ảnh chính là tiêu viêm nguyên thần phân thân, ngôi sao này hạch tâm tại sao lại để cho ta có một loại cảm giác nguy cơ, tiêu viêm huyền lập tại tầng băng cùng màng lớn màu đỏ ở giữa, nhìn như tinh thạch một dạng màu đỏ kỳ thực nhưng là mềm mại chỉ cần tiêu viêm tới gần một cái chớp mắt, bọn chúng liền sẽ chủ động tránh lui ra, phẳng phất tại nghênh đón hắn tiến vào bên trong đồng dạng. Tiêu viêm bây giờ vị trí khoảng cách hạch tâm còn vẫn có một khoảng cách, tại bốn phía tìm kiếm một phen phía sau, tiêu viêm phát hiện nơi này nội bộ cơ hồ đều bị loại này màu đỏ chiếm đầy, nhìn giống như là ngôi sao này bị ký sinh một cái giống như. Nhưng vào lúc này, càng là ở nơi này trong đó truyền ra kỳ dị bao hiếu âm thanh, rơi vào tiêu viêm trong tai khiến cho ánh mắt của hắn lấp lóe. Bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay, nguyên thần phân thân lực lượng cơ thể tuy mạnh, nhưng linh hồn chi lực nhưng là không đủ huống chi nơi này có ngăn cản linh hồn chi lực năng lực căn bản không biện pháp tìm tòi quá xa ngôi sao này quá mức quỷ dị thôi tiêu viêm không muốn mạo hiểm bởi vì gấp gáp trở lại thần hy cho nên quỷ dị như vậy tinh thần không cần thiết mạo hiểm đi tìm tòi ngọc hiên cho tiêu viêm tin tức cơ hồ không có một câu là thực sự tiêu viêm ánh mắt âm trầm e rằng người này là cố ý đem ta dẫn tới nơi đây nói xong tiêu viêm đã là quay người chuẩn bị rời đi mà không qua nhưng vào lúc này bỗng nhiên ở nơi này mảng lớn màu đỏ bên trong truyền đến kinh khủng sinh cơ lệnh tiêu viêm thân hình bỗng nhiên trì trệ cái này ngôi sao hạch tâm chẳng lẽ vật sống tiêu viêm kinh ngạc quay người ánh mắt cổ quái nhìn xem trong đó phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh màu đỏ căn bản không nhìn thấy cái gì hữu hiệu tin tức bước này tinh thần tiêu viêm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối với nguyên thần phân thân tới nói sinh cơ và khí huyết đều cũng không quá cần sở dĩ lệnh tiêu viêm dừng lại chính là bởi vì nơi này tán phát khí huyết có lẽ có thể trợ giúp nhục thân đã đạt đến nửa bước bất hủ bản tôn đột phá tới chân chính bất hủ nhục thân Tiêu viêm nhìn xem cái này mảng lớn màu đỏ, tiếp tục lướt về phía bốn phía, cẩn thận tìm tòi một phen xem có thể hay không có chỗ phát hiện, huynh đài. Dừng bước, ngay tại tiêu viêm lướt qua mảnh này màu đỏ phía trên cũng không phát hiện kỳ dị gì, lúc, ở nơi này màu đỏ phía dưới mơ hồ trong đó truyền ra một đạo nhân âm thanh, huynh đài, cứu ta, cứu ta tất có thông tạ. Đạo nhân này âm thanh ẩn chứa linh hồn chi lực mới miễn cưỡng từ màu đỏ phía dưới truyền đến tiêu viêm trong tai, nhưng tiêu viêm cũng không trả lời chỉ là thân hình hơi hơi dừng lại, lệnh tiêu viêm cảm thấy kinh ngạc là không có có nghĩ tới đây vẫn còn có người sống tồn tại huynh đài ngươi nguyện ý cứu ta ta có đại lượng bảo vật đem tặng chỉ cần huynh đài cứu ta ta nguyện toàn bộ đưa tiễn từ nơi này truyền ra trong thanh âm có thể cảm thụ được mặc dù ẩn chứa linh hồn chi lực nhưng đạo thân ảnh này chủ nhân đã vô cùng suy yếu dường như đang ở đây bị vây không thiếu thời gian âm thanh không ngừng truyền ra tiêu viêm nhưng là bất vi sở động từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu mà là bàn chân tiếp tục hướng phía trước đạp mạnh tiếp tục lùng tìm bốn phía Cơ hồ vờn quanh hơn phân nửa tuần sau, Tiêu Viêm có thể xác nhận tinh thần hạch tâm toàn bộ đều bị loại này màu đỏ bao trùm, nhưng ngôi sao này cũng không vứt bỏ, chứng minh tinh thần hạch tâm còn vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá bị màu đỏ bao bọc ở bên trong. Chẳng lẽ mảnh này màu đỏ là một loại nào đó vật sống, cũng là ở đây thôn vệ tinh thần hạch tâm chi lực, Tiêu Viêm cảm thấy cổ quái, vừa rồi truyền tới âm thanh càng là chứng minh trong đó gặp nguy hiểm tồn tại, lại không thể dễ dàng xâm nhập. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, ánh mắt đánh giá mảnh này hồng tinh bỗng nhiên hồng tinh phía trên xuất hiện một vệt ánh sáng hiện ra đạo ánh sáng này hiện ra tiêu viêm nhìn thấy một cái chớp mắt liền nhận ra ẩn chứa trong đó không tầm thường tinh thần chi lực nhưng này tinh thần chi lực bình thường đều ngưng kết cùng một chỗ bình thường là sẽ không xuất hiện phân tán tình huống cái này một tê tinh thần chi lực tiêu viêm trông thấy đã cảm thấy hết sức kỳ quái nơi đây quỷ dị bất quá nếu không mạo hiểm nếm thử e rằng rất khó làm rõ ràng đây là gì tình huống cái này sợi tinh thần chi lực chính là tốt nhất thời cơ tiêu viêm ánh mắt lộ ra cẩn thận chi sắc tiếp đó tốc độ bộc phát dựng lên dùng tốc độ cực nhanh phóng tới tinh thần chi lực ngay tại tiêu viêm bàn tay chạm đến tinh thần chi lực một cái chớp mắt quanh mình màu đỏ giống như tùy thời mai phục thợ săn tiêu viêm chính là bọn chúng con mồi tiêu viêm lúc này mấy quyền oanh ra cương đại quyền kình đánh vào màu đỏ phía trên mà ở tiêu viêm ngẩng đầu thời điểm màu đỏ giống như trong biển nhấc lên vạn triệu thủy triều đồng dạng phô thiên cái địa hướng về tiêu viêm bao phủ mà đến quả nhiên quỷ dị rõ ràng không có cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào ở đây lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ và khí huyết giống như tiên huyết đồng dạng lại như tinh thạch màu đỏ không biết là cái gì nhưng mà bây giờ hồng sóng đánh tới một cái chớp mắt tiêu viêm trong lòng dấy lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử phảng phất cảm thấy chỉ cần bị cái này màu đỏ đụng vào e rằng nguyên thần phân thân mạng nhỏ đều phải nằm tại chỗ này tiêu viêm trực tiếp thiêu đốt khí tức đem lực lượng của thân thể trong nháy mắt để thang đến tối cường tiếp đó cực tốc nhanh lùi lại quanh một tiếng tiêu viêm thân hình trực tiếp lùi lại đến sau lưng tầng băng mà phía trước nhìn như hòa màu đỏ càng là theo đuổi không bỏ mãi đến tiêu viêm xung phá tầng băng xuất hiện ở bên ngoài dao ra màu đỏ tựa hồ nhận lấy cái uy hiếp gì đồng dạng dọa đến mãnh dục trở về tiêu viêm bây giờ huyền lập sữa không chung ở trong trong tay cầm tinh thần chi lực nhưng lại lòng có còn lại quý mặc dù không biết cái này màu đỏ là cái gì nhưng ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối nghiền ép tại nguyên thần phân thân đoạt được cái này một tư tinh thần chi lực tiêu viêm nhưng là mạo không nhỏ phong hiểm nhưng là biết được mảnh này màu đỏ tuyệt không bình thường. Mảnh này màu đỏ bám vào tinh thần hạch tâm, nhưng vừa mới màu đỏ bên trong ta nhìn thấy kim sắc, mà cái kia kim sắc mới là ngoài chân chính bản thể. Chẳng lẽ, tiêu viêm tự hồ nghĩ tới điều gì, trời vạch phá ngón tay, đầu ngón tay dòng máu màu vàng óng chảy xuôi mà ra, tiếp đó hướng về mới vừa lỗ thủng rơi xuống mà đi, tiêu viêm dự cảm tựa hồ sẽ phát sinh cái gì, theo bản năng lui về phía sau lùi nữa trăm trượng, oanh, ngay tại tiêu viêm tránh lui một cái chớp mắt, lỗ thủng bên trong lùi bước màu đỏ giống như núi lửa bộc phát mãnh mà từ trong lỗ thủng sông ra tiếp đó điên cuồng phóng tới tiêu viêm tựa hồ mới vừa kiên kỵ hoàn toàn không thấy màu đỏ tại hàn phong phía dưới phi tốc tiêu tan sụp đổ nó không phải sợ rét lạnh mà là sợ gió tiêu viêm thân hình lao nhanh bắn ngược tư địa tâm lao ra màu đỏ tốc độ giảm bớt không thiếu màu đỏ không ngừng sụp đổ lộ ra trong đó kim sắc cái này quen thuộc kim sắc tiêu viêm vừa mới chỉ là mơ hồ trông thấy bây giờ càng là cảm nhận được ẩn chứa trong đó khí tức chính mình một giọt máu trực tiếp khiến cho điên cuồng, e rằng cùng tiêu viêm đoán một dạng, màu đỏ là dây trang, màu đỏ bên trong ẩn chứa kim sắc chính là đến từ cái nào đó cường đại nguyên thần huyết dịch, chỉ bất quá hào hùng như vậy huyết dịch, hơn nữa tựa hồ còn có linh tính, như vậy huyết dịch này chủ nhân, không biết là bậc nào cường đại nguyên thần, từ thái sông nơi đó biết được, cửu tinh nguyên thần cũng không phải điểm kết thúc, bất quá nguyên thần huyết dịch đều có uy lực như vậy đúng là vượt qua tiêu viêm tưởng tượng, cho ta, cho ta kim sắc huyết dịch ở trong truyền đến mới vừa âm thanh chỉ bất quá phía trước nghe tới thật sự giống như là người sống tại hướng tiêu viêm cầu cứu mà giờ khác này âm thanh tràn đầy điên cuồng đen người nhục thân cho ta dòng máu màu vàng óng từ màu đỏ bên trong xông ra tiếp đó hóa thành một cái đại thủ chụp về phía tiêu viêm cùng lúc đó một cỗ kịch liệt hàn phong đánh tới bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa kim sắc huyết dịch tự hồ nhận lấy khó mà chịu được uy hiếp lập tức lùi về đến màu đỏ bên trong tiêu viêm nhìn xem bao khỏa kim sắc huyết dịch màu đỏ e rằng đây đều là cường giả huyết dịch biến thành là kim sắc huyết dịch vì bảo hộ tự thân chớ đi chớ đi người ta cũng là nguyên thần ta tên là thái hà ngươi nên nhận biết ta tiêu viêm thân hình đã là tránh lui trí cao không nơi này hàn phong kịch liệt hơn kim sắc huyết dịch đã là không dám truy đuổi đến nước này tiêu viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lùi bước trở về kim sắc huyết dịch ánh mắt phức tạp khó trách phía trước thái hà trong cơ thể tiên huyết đều bị rút khô nguyên lai like đến nơi này tiêu viêm ánh mắt híp lại đánh giá bốn phía ngôi sao này hoàn cảnh cực đoan không có thảm thực vật cho nên tạo thành đại lượng gió lốc không ngừng bao phủ mà nguyên thần chi huyết trùng hợp e ngại hàn phong cho nên nguyên thần chi huyết tồn tại ở này chỉ sợ không phải ngẫu nhiên là có người cố ý đem nguyên thần chi huyết để đặt nơi này hơn nữa nguyên thần chi huyết sinh ra linh trí không nói còn phát triển đến nỗi này cường đại đây là có người đang bồi dưỡng nguyên thần chi huyết tiêu viêm thì thào thái hà cố nhiên là cường đại nguyên thần nhưng huyết dịch cũng không nên cường đại như thế chỉ là huyết dịch này chi huy chính là đủ để nghiền ép cùng ta huyết dịch đều có lực lượng cường đại như vậy, nếu thật là có người bồi dưỡng, như vậy, bồi dưỡng nguyên thần chi huyết người lại là cường đại cỡ nào tồn tại. Tiêu viêm ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên khóe mắt quét nhìn bên trong tựa hồ thấy được bóng người, nhất thời tiêu viêm lông tơ dựng ngược, người nói có khéo hay không, ta vẫn luôn đang tìm kiếm còn may mắn còn sống sót nguyên thần, không nghĩ tới thật sự để cho ta tìm được, tại tiêu viêm còn không có quay đầu đi lúc, chính là có một đạo âm thanh trầm chậm truyền đến. Khoảng cách tiêu viêm bất quá mấy chục trượng, mà tiêu viêm càng là không có phát hiện tồn tại, mãi đến vừa mới dư quang quét đến, nhưng đối phương đã là mở miệng nói chuyện. Nguyên thần phân thân linh hồn chi lực không đủ để cường đại, nhưng khoảng cách gần như thế theo lý mà nói cũng cần phải có thể cảm giác đối phương xuất hiện tiêu viêm hoàn toàn không có phát giác. Bạn đang xem đấu phá thường không vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh Youtube chuyện hay, cho nên người là cố ý đem ta dẫn tới ngôi sao này. Tiêu viêm quay đầu nhìn về phía một bên đứng chắp tay thân ảnh. Người này chính là trước kia tại tiêu viêm trước mặt giả vờ e ngại không thôi bộ dáng Ngọc Hiên, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện, đủ để chứng minh người này cũng không đơn giản. Ngọc Hiên nghe vậy cười cười, tiếp đó nhíu mày nói, ta nói cái này hai ngôi sao, trong lời nói cũng là chỉ dẫn ngươi đi tới hãn hải tinh, chính ngươi càng muốn tới lạnh phàm tinh, như thế ngươi cũng có thể lại lấy ta. Tiêu viêm quay người ở giữa bàn chân mãnh nhiên bước ra, khoảng cách gần như thế, cơ hồ trước mắt tự ra hiện tại Ngọc Hiên trước mặt, giản dị không màu mè nắm đấm chính là đánh phía Ngọc Hiên, nếu là cùng phía trước cảm giác một dạng, Ngọc Hiên chẳng qua là một cái nhị tinh đấu thần, thực lực thế này liền tiêu viêm quyền phong hắn đều không tức nổi, bành, một tiếng vang trầm, tiêu viêm nắm đấm bỗng nhiên trì trệ, chỉ thấy thân thể bốn phía nhấc lên cuồng phong, mà nhấc lên cuồng phong chính là tiêu viêm bị giải tỏa quyền lực, tiêu viêm đồng lỗ đột nhiên co lại, bởi vì Ngọc Hiên đứng chắp tay, phèn vẹn sơ lên một tay liền đem tiêu viêm một quyền này cho sinh sinh đón lấy, quyền phong lệnh Ngọc Hiên áo bảo bay phất phới tựa hồ tiêu viêm trên nắm tay sức mạnh trong mắt hắn như hài đồng đánh vào đại nhân trên bàn tay đồng dạng không phải a à, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi che giấu thực lực làm ta sinh ra lòng kiêng kỵ có thể còn sống đến nay nguyên thần theo lý mà nói ít nhất cũng là lục tinh nguyên thần trở lên thực lực coi như lại ngu xuẩn có ngu đi nữa nguyên thần cũng có thể đạt tới cái này nên có cấp độ ngọc hiên một mặt chê trong mắt hắn tiêu viêm đơn giản không chịu nổi đến rồi cực hạn ngọc hiên thoại âm rơi xuống năm ngón tay mãnh nhiên dùng sức chính là truyền đến kẹt kẹt thanh âm bàn tay hắn nắm tiêu viêm nắm đấm ở tại năm ngón tay phía dưới trực tiếp xinh xinh bóc nát tiêu viêm sắc mặt trắng bệch rút về thân hình nắm đấm huyết nhục mô hình hồ xương tay đâm rách huyết nhục chỉ bất quá trong nháy mắt nát bấy nắm đấm chính là lần nữa khôi phục tiêu viêm ánh mắt nhìn ngọc hiên trên người đối phương vẫn như cũ tản ra thực lực chỉ là nhị tinh đấu thần nhưng rõ ràng ẩn giấu đi ngoài chân chính thực lực tiêu viêm một quyền này như thế bình đạm liền có thể đón lấy hơn nữa còn hóa giải tiêu viêm quyền kình người này thực lực không chỉ có dẫn đầu tiêu viêm rất nhiều, hơn nữa đối với nguyên thần càng là có cực kỳ khác sâu hiểu rõ. Để cho ta đoán một cái, cỗ này nguyên thần cũng là phải là người đoạt xá mà đến, cho nên người bản tôn hẳn là đã ở trên đường chạy tới đi. Ngọc Hiên ánh mắt tỉnh táo, lại một lời đem tiêu viêm trực tiếp nhìn thấu, người cũng là nguyên thần. Tiêu viêm ánh mắt híp lại, trước mắt người này cũng không muốn là ở ẩn giấu thực lực, mà hắn nguyên khí chỉ dừng lại ở nhị tinh đấu thần, vừa mới đón lấy tiêu viêm một quyền ở giữa, che giấu khí huyết ngắn ngủi bùng nổ một cái trước mắt tiêu viêm như cũ cảm giác được rời đi bộ thân thể này ta lại không làm khó dễ ngươi ngươi nên biết được bản tôn đến đây cũng định chắc chắn phải chết vô luận ngươi là ai tại huyền âm chân dưới ngoại trừ nữ đế không người có thể cùng ta là địch ngọc hiên đứng chắp tay đạm mạc nhìn xem tiêu viêm ngọc hiên tính trước kỹ càng chứng minh nó thật có lấy thực lực cực kỳ mạnh mẽ tiêu viêm gặp qua thái hà bất quá cũng đã vẫn là không biết bao nhiêu năm tháng đối với tiêu viêm tới nói vẫn là không có nhìn thấy qua chân chính nguyên thần, mà trước mắt người này, nguyên khí vẻn vẹn chỉ là nhị tinh đấu thần, trong thân thể nhưng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí huyết. Loại này khí huyết đối với đồng dạng nắm giữ nguyên thần thân thể tiêu viêm tới nói tuyệt đối sẽ không nhận sai, người này, chính là nguyên thần nhất tộc, chính là chân chính nguyên thần, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể đối với tiêu viêm có như thế địch ý mãnh liệt, bởi vì tiêu viêm đoạt xác nguyên thần thân thể, lấy nguyên thần nhất tộc ngạo nghĩa tính cách tới nói tuyệt đối sẽ không cho phép huyết mạch của bọn hắn bị làm bẩn tiền bối tha thứ vãn bối không thể đáp ứng bộ thân thể này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu minh mông đã diệt thần hy cũng xảy ra khó xử bên trong mong rằng tiền bối tạm mượn bộ thân thể này với ta chờ thần hy thủ thắng phía sau nhất định đem nguyên thần nhục thân hoàn hảo trả lại tiêu viêm lúc này liền là ôm quyền nói người này khí thế rất mạnh cho nên tiêu viêm tại lúc này chủ động chịu thua dù sao như trước mắt người này phải dùng thủ đoạn cứng rắn đoạt lại nhục thân e rằng dễ dàng mà nâng liền có thể làm đến nhưng nếu không thể đoạt lại tiêu viêm nhớ tới ngôi sao này bên trong màu vàng nguyên thần chi huyết đoạt sẽ không lời nói người này hoàn toàn có khả năng trực tiếp đem nhục thân nát bấy khiến cho cũng hóa thành kim sắc huyết dịch chính giữa một bộ phận người không xứng ngọc hiên lạnh lùng trả lời tiêu viêm cười khổ nguyên thần nhất tộc ngạo nghĩa hắn không biết đến từ đâu cho dù bây giờ nguyên thần nhất tộc suy sụp đến nay cơ hồ đã đồng đẳng với diệt tộc còn sót lại đến nay nguyên thần nhưng như cũ có ngạo nghệ tại thế gian toàn bộ sinh linh khi thế. Tiền bối hẳn là biết được Thái Hà, hắn truyền ta thiên thần 82 quyền, ta đáp ứng qua Thái Hà tiền bối. Nếu là có thể thành công, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp kéo dài nguyên thần nhất tộc huyết mạch. Tiêu viêm ông quyền tiếp tục nói, cái kia chết không biết bao lâu lão ra hòa, liền loại chuyện hoang đường này hắn cũng có thể tin, thực sự là một cái ngu xuẩn, oanh, vừa mới nói xong. Một cỗ cường đại lực áp bách chính là bao phủ tiêu viêm, trong nháy mắt tiêu viêm chính là hai đầu gối quỳ rạp xuống giữa hư không cơ thể câu lũ lấy đang chấn áp phía dưới càng là không cách nào thẳng tắp đứng dậy ngọc hiên chậm rãi đi tới tiêu viêm trước người năm ngón tay mở ra trực tiếp đè ở tiêu viêm thiên linh phía trên Phu luận ngươi là ai bộ thân thể này ngươi chiếm không thể năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức chấn động tiêu viêm đầu bị sinh sinh bóp đến nổ tung tiên huyết vang khắp nơi hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn máu tươi từ tiêu viêm tan vỡ đầu người phun ra ngọc hiên cũng không liền như vậy mà ngừng bàn tay lại lần nữa nhấn một cái tiêu viêm xương ngực phá toái toàn bộ thân hình đều đều gãy xương áp chế cốt thống khổ chỉ có tiêu viêm chính mình tin tưởng nguyên thần phân thân chịu đến cực độ bị thương nặng thời điểm bản thể linh hồn cũng sẽ thụ sáng tạo cùng bản tôn liên hệ trên lên mô hình hồ như thế cũng đích xác có thể thông qua loại này bị thương nặng phương pháp đem tiêu viêm linh hồn từ nhục thân ở trong không gian ra ngoài nguyên thần trên phân thân ý thức đã hoàn toàn mô hình hồ bản tôn gần như đã mất đi nguyên thần phân thân liên hệ duy nhất còn có cảm giác là nguyên thần cơ thể đang rơi xuống, tiếp đó bị nóng bỏng bao vây, tiếp đó đã triệt để mất đi đối với nguyên thần phân thần liên hệ. Bản tôn xếp bằng ở băng quần thỏ phần lương, sắc mặt nghiêm trọng, dù cho sau lưng có quần áo lam lũ nữ đế, tiêu viêm bây giờ ánh mắt đã là khóa chặt phía trước, bây giờ dùng mắt thường còn không cách nào trông thấy lạnh phàm tinh, nhưng tiêu viêm trên thân đã là tàn ra sát ý mạnh mẽ, viện nhi. Ngươi có biết ở nơi này huyền âm chân giới vẫn tồn tại còn sống nguyên thần sao? Tiêu viêm mở miệng hỏi nữ đế. Huyền âm chân giới mặc dù không lớn, bất quá ở đây kỳ thực muốn do thần hy hỗn tạp rất nhiều, bởi vì là lần thế giới duyên cớ, có một chút cường giả dưới cơ duyên xảo hợp sẽ theo thế giới khác đi tới huyền âm, có chút che giấu cường giả ta cũng không biết, đã từng ngược lại là có xuất hiện qua nguyên thần nhất tộc, nhưng dường như đang rất lâu phía trước, cái chủng tộc này liền như là hư không tiêu thất một cái giống như, đi tới huyền âm chân giới cũng là đã không nhiều, đến nỗi ngươi lời nói còn vẫn còn tồn tại nguyên thần cũng thực sự có khả năng tồn tại, nữ đế chậm rãi nói tiêu viêm ánh mắt hơi trầm xuống lần này nguyên thần phân thân bị cực lớn biến cố ngọc hiên thực lực phi thường cường đại hơn nữa lạnh phàm tinh bên trong bảng bạc nguyên thần tiên huyết nếu là dựa theo tiêu viêm ngờ tới e rằng không chỉ đến từ một cái nguyên thần trong máu ẩn chứa uy áp đều có thể cường đại như thế hoàn toàn có khả năng góp nhặt nhiều tên đã vẫn lạc nguyên thần tiên huyết sau đó lại lấy tinh thần chi lực đem hắn bồi dưỡng thế nhưng là hắn bồi dưỡng nguyên thần huyết dịch mục đích là cái gì tiêu viêm không hiểu cho dù hắn là nguyên thần hào hùng như vậy huyết dịch cũng không khả năng đều hấp thu người này mục đích phải cùng nguyên thần nhất tộc có liên quan bản tôn mặc dù đột phá tới đế chi bất hủ coi như tăng thêm tổ quát phân thân e rằng được khó mà là đối thủ không phải tất cả nguyên thần cũng là thái sông tiêu viêm bây giờ trên thân tản ra sát cơ mãnh liệt ngọc hiên làm ra chọc giận hắn vô luận ngọc hiên có phải hay không nguyên thần cỗ này nguyên thần phân thân đối với tiêu viêm tới nói cực kỳ trọng yếu cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đoạt lại tiêu viêm lúc này đã cùng nguyên thần phân thân mất liên lạc thật lâu lại không biết ngọc hiên sẽ như thế nào xử trí tiêu viêm nguyên thần phân thân tiêu viêm lo lắng cho mình nguyên thần phân thân hóa thành lạnh phàm tinh bên trong cái kia bàng bạc nguyên thần huyết dịch một bộ phận nhanh lên nữa tiêu viêm quát lớn bằng uẩn thỏ giận mà không dám nói gì phát ra trận trận cầm nhẹ mặc dù nội tâm đang phản kháng nhưng nó còn tính là người thức thời tốc độ vẫn là biến nhanh hơn không ít phân thân xảy ra trước vấn đề tình huống bây giờ không được tốt nữ đế không có hỏi nhiều tiêu viêm nói nàng liền khẽ gật gật đầu nữ đế êm ái đem chán tựa ở tiêu viêm bả vai nhìn xem ở xa hư không nữ đế khép kín lên hai mắt Ôn nhu hô hấp dần dần có tiết tấu nàng ngủ thiếp đi tiêu viêm cũng nhắm hai mắt lại nghe bên tai truyền tới ôn nhu đều đều tiếng hít thở tiêu viêm sát khí trên người cũng là dần dần tán đi hơi thở truyền đến nữ đế trên người mùi thơm ngát phẳng phất giờ khắc này nhưng tiêu viêm sao động tâm tình hoàn toàn thư giãn xuống không biết trôi qua bao lâu phía sau tại tiêu viêm trong đôi mắt có một ngôi sao lấp lóe trông thấy ngôi sao này một cái chớp mắt nguyên bản nén xuống sát ý lại lần nữa bộc phát bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube truyện hay tiêu viêm đối với nguyên thần phân thân đã là có cảm tình giống như mình phụ tá đắc lực Huống chi cỗ này phân thân là tà tôn cùng tôn thượng bỏ ra đại giới mới khiến cho hắn đoạt được cho nên cỗ này phân thân vốn là thuộc về hắn tuyệt sẽ không để cho người ta dễ dàng cướp đi nữ đế từ tiêu viêm bả vai mở ra cặp mắt mung lung gương mặt ửng đỏ tựa hồ vừa mới ngủ rất say xưa nàng xem thấy tràn đầy sát ý tiêu viêm nhưng là ngọt ngọt cười vừa mới ta làm một cái rất đẹp rất đẹp mộng tiêu viêm quay đầu nhìn về phía nữ đế một cái trước mắt trong mắt cũng tận là nhu sắc a à, mộng thấy cái gì tiêu viêm nói khẽ sát ý của hắn không dính bất luận cái gì cho trước mắt cười nhu hòa lại điềm mỹ nữ tử tấm kia khuôn mặt nhỏ cười đáp tiêu viêm tâm khảm bên trong nghiêm túc ánh mắt cùng vô cùng nụ cười ngọt ngào trong mắt của nàng đều là tình cảm tất cả đều là rõ ràng hì hì, không nói cho ngươi nữ đế hoạt bát nở nụ cười tiêu viêm duỗi ra ngón tay vuốt một cái trên gương mặt xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo tiếp đó cũng cười lắc đầu hai người đều chân quý cái này đã số lượng không nhiều ở chung thời gian ngươi không nói cho lời của ta về sau nhưng là không còn cơ hội tiêu viêm nói mộng đẹp muốn giấu đi nữ đế lắc đầu tại hai người trong lúc nói chuyện nguyên bản vừa mới nhìn còn như chừng hạt gạo tinh thần trong nháy mắt chính là tới gần lạnh phàm tinh cũng coi như trung đại hình tinh thần càng là tới gần tinh thần liền lộ ra càng ngày càng khổng lồ một khỏa trắng như tuyết tinh thần cơ hồ không nhìn thấy vết chân nhưng kỳ thực ở nơi này dưới lớp băng ẩn chứa không thiếu linh mạch cho nên bọn hán tất cả lấy tầng băng làm cơ sở xây tại tầng băng ở trong chế tạo xuất cung điện hòa thành trì cả viên tinh thần tồn tại quốc gia cũng không ít tiêu viêm đi tới nguyên thần phân thân phía trước vị trí nhưng mà phá vỡ băng động sớm đã một lần nữa băng phong ở đây hết thảy vết tích đều bị băng tuyết hàn phong chỗ san bằng cũng may là nguyên thần trên phân thân có nạp giới mà nạp giới phía trên tiêu viêm tồn tại linh hồn lạc ấn vực cảnh linh hồn chi lực tàn ra lạc ấn dấu vết lưu lại phong tuyết có thể thổi không tan lòng đất tiêu viêm vỗ vỗ băng ẩn thỏ cái sau lại lần nữa phát ra trận trận tiếng gầm nó kiên trì kháng nghị nhưng rõ ràng kháng nghị vô hiệu toàn thân bao quanh lực lượng hùng hồn hướng về tầng băng rơi xuống mà đi tầng băng phá toái ở giữa hướng về lòng đất mà đi bốn phía không có thổ nhưỡng có chỉ có băng nhưng đến rồi lòng đất phía sau hắc ám chính là không cách nào phân rõ bốn phía là cái gì vật chất hạ xuống đến mấy vạn trượng phía sau vừa mới âm vang ở giữa phá băng mà ra, địa tâm không có bị chiếm hết, ngược lại còn có không nhỏ không gian hoạt động, ở đây tiêu viêm sớm đã tìm tòi qua, cho nên lập tức nhìn về phía một bên, tiếp đó vỗ vỗ băng ẩn thỏ. Ác ác mặc dù không nhìn thấy băng ẩn thỏ biểu lộ, nhưng từ hắn phát ra âm thanh có thể tưởng tượng được một con thỏ giống cháu bộ dáng. Cuối cùng vẫn lướt về phía tiêu viêm phương hướng chỉ ở đây đập vào mi mắt vẫn là màng lớn màu đỏ, mới gặp lúc cũng sẽ không cho rằng này lại là tiên huyết, bởi vì quá cân bạc, liền tiêu viêm đều chưa từng nghĩ tới đây màu đỏ là huyết mà ở cái này màu đỏ phía dưới càng là nguyên thần huyết dịch tiêu viêm thông qua đối với nạp giới trên linh hồn lạc ấn ước chừng có thể cảm ứng được kỳ vị đưa chỗ tại trong hắc ám theo tiêu viêm phương hướng chỉ tiến lên mấy trăm triệu phía sau băng ẩn thọt bỗng nhiên ngừng lại bởi vì tại tiền phương của nó xuất hiện một thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung tại trong hắc ám xuất hiện cực kỳ đột ngột chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên trong đôi mắt kim mang ré lên đây là cấm địa lăn một thanh âm như cuồn cuộn lôi đình, đặc biệt là ở nơi này u tĩnh lòng đất, dường như sống sét, ngồi xếp bằng tiêu viêm ánh mắt ngưng lại, đóng mở trong đôi mắt hắc viêm lóe lên, sát cơ lộ ra, mặc kệ trước mắt người này là không phải còn sót lại nguyên thần cường giả, hắn của ngạo lệnh tiêu viêm cực độ khó chịu, chỉ bằng điểm này, làm giết, tiêu viêm bản tôn bước ra một bước, trong nháy mắt dùng hợp bước thứ tư tổ quát phân thân, tăng thêm bản tôn bước đầu tiên đế chi bất hủ, bây giờ tiêu viêm chiến lược sánh ngang bước thứ năm nhưng trước mắt người này thực lực chỉ sợ không phải bước thứ năm có khả năng địch phía trước càng là sớm đã thả ra của ngạo trinh ngôn may này giới khoảng không chỉ có nữ đế là của hắn đối thủ tiêu viêm khí tức tại trong nháy mắt tăng vọt lục dục chi lực diệt hư lôi mạch trong chớp mắt đem tiêu viêm chiến lực cùng nhục thân đều lại lần nữa để cao một cái cấp độ chỉ tiếc mặc dù lấy được tổ quát nhục thân hắn ký ức nhưng là tiêu tan cái này chỉ sợ cũng là tổ quát chính mình cuối cùng làm sự tình hắn không hy vọng trí nhớ của mình bị người khác biết tổ quát hết thảy tiêu viêm cũng đều không biết bởi vậy tổ quát sở hội đấu kỹ, tiêu viêm cũng không có thể kế thừa, cho nên cho đến trước mắt, tiêu viêm còn không có chân chính dùng chiến đấu thái cổ giai đấu kỹ. Đấu kỹ mạnh mẽ nhất không gì bằng tôn thượng giao phó cho, muốn đối kháng trước mắt người này, cũng chỉ có vận dụng tiêu viêm uy lực mạnh mẽ nhất chấn thần bày đạp, giữa hư không. Tiêu viêm chân trưởng cơ hồ không có dừng lại liên tục bước ra năm bước, năm đạo hư ảnh sông phá tầng băng hết thầy, ở đây bốn phía đều sụp đổ, mà tiêu viêm không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn đoạt lại mình nguyên thần phân thân nam đạo cực lớn chân ảnh vô đạo sau một đạo càng thêm ngưng thực tiêu viêm thân hình hơi dừng lại sau đó đệ lục đạp cũng là bỗng nhiên bước ra theo bản tôn thực lực tăng lên thêm một bước chấn thần bảy đạp sớm đã sư đâu bằng nay bởi vì trong đó ẩn chứa sau nguyên khí cường đại không biết gấp bao nhiêu lần bất hủ chi lực tiêu viêm bản tôn bất hủ chi lực còn có hạn nhưng dung hợp tổ quát phân thân phía sau hoàn toàn đầy đủ tiêu viêm thi triển huống chi như chất lòng giống như tại tiêu viêm cơ thể cấp tốc lan tràn ra ngưng kết ra hư thần áo giáp cũng tương tự có bất hủ chi lực những lực lượng này toàn bộ đều tùy thời có thể bị tiêu viêm điều động sử dụng nhưng một cái đấu kỹ có khả năng ẩn chứa bất hủ chi lực cũng có cực hạn chỉ là tại bất hủ chi lực phía sau tiêu viêm thi triển chấn thần bảy đạp thời điểm sẽ lại không như phía trước như vậy trả giá giá cao thảm trọng đương nhiên cái này chấn thần bảy đạp uy lực tiêu viêm hoàn toàn có thể khống chế nếu là toàn lực thi triển uy lực tăng gấp bội đồng thời tiêu viêm đồng dạng phải thừa nhận to lớn phụ tài đệ lục đạp ngưng kết mà ra phía sau tiêu viêm cán răng một cái quan cơ thể thanh âm vô số diệt hư thiên lôi vang dội cả người diệt hư lôi mạch đều bị điên cuồng điều động thời khắc này tiêu viêm bị hãm hại sát hư đình cùng hòa diễm bao vây âm âm xuống cửa ảnh khiến cho địa tâm sụp đổ nhưng tiêu viêm cũng không liền như vậy ngừng mà là lại lần nữa bước ra bước thứ bảy ngọn lửa trên người cùng lôi đình đều tuôn ra từ hồ đem tất cả sức mạnh đều quán trú ở cái này để thất đạp ở trong hư ảnh kia ngưng thực ở giữa nhìn giống như chân thật bàn chân cuốn lấy uy áp kinh khủng bao phủ xuống rầm 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 vô số đá vụn cùng vụn băng giống như giống như là một hồi bằng bạc mưa to chỉ bất quá ở dưới không phải mưa thôi nhưng ở trận này đá vụn mưa ở trong hai thân ảnh đều là không có nhượng bộ hai người đều là chưa từng trốn tránh mặc cho cự thạch rơi đập đến thân thể bên trên mà hai người thân thể đều là vô cùng củng cố không lọt vào mắt cái này đá vụn đập đến thân thể bên trên mặc dù tiêu viêm bổn tôn thân thể vẫn chỉ là nửa bước bất hủ mà cho dù chỉ là nửa bước bất hủ thân thể trình độ bền vì liền đã phi thường cường đại những thứ này đá vụn cho dù như lưu tinh đập đến trên thân thể cho tư viêm cảm thụ cũng bất quá như mưa rơi rơi vào trên da giống như cảm giác cơ hồ có thể không cần tính một bên kia thân ảnh đồng dạng cũng là như thế nhìn xem bảy đạo cửa ảnh không ngừng rơi xuống cái sau tại trong hắc ám song quyền bỗng nhiên nắm chặt thân hình cũng không động đậy nửa phần mãi đến cửa ảnh oanh đến trước mặt vừa mới khoát tay nhẹ tô lại đạm vết đấm ra một quyền thậm chí là không chút nghĩ ngợi một quyền không chút nào tốn sức bộ dáng nhưng ở quả đấm một chỗ khác tiêu viêm cực lớn trên ảnh trong nháy mắt sụp đổ, liền như là nhìn như cường hãn rơi xuống đá vụn, rơi tới bọn hắn trên thân thể nhưng là không có chút nào cảm giác. Tiêu viêm bảy đạp, liên tiếp mà tới, một bên kia thân ảnh cũng là tiếp tục bình đạm oanh ra nắm đấm. Bảy đạp cự ảnh giống như bọt biển, hoàn toàn không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió, động tĩnh càng là kịch liệt, tại đối phương cực kỳ bình đạm phương thức phía dưới nhẹ nhõm hóa giải, càng là nổi bật ra đối thủ cường đại. Đệ thất đạp, chính là tiêu viêm cường đại nhất đạp mạnh, cái này bày đạp chi uy tất nhiên đạt đến thái cổ giai đấu kỹ cấp độ đương nhiên đây cũng không phải là tiêu viêm cực hạn nhưng bây giờ e rằng cho dù vận dụng toàn bộ lực lượng đều không thể dung chuyển trước mắt thân ảnh một chút bành bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh chiêu túc truyện hay để thất đạp ầm ầm rơi xuống phía dưới tiêu viêm thân ảnh trước mặt lại lần nữa là bình đạm trí cực một quyền mặc dù cách một chút khoảng cách tiêu viêm nhưng là có thể rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể đối phương tóe ra khí huyết chi lực mình nửa bước bất hủ nhục thân e rằng ở tại trước mặt cũng như gạt tên đồng dạng hoàn toàn không phải đối thủ tiêu viêm thậm chí mơ hồ trong đó thấy được ở xa thân ảnh trong mi tâm lóe lên quen thuộc tinh ấn chừng tám khỏa bát tinh nguyên thần tiêu viêm lạnh tê mình nguyên thần phân thân tối cường bất quá mới vừa tới qua tứ tinh mà trước mắt người này mi tâm lóe lên tinh ấn lại có tám khỏa so với thái sông đều phải càng mạnh hơn một phần bất hủ nhục thân không thể cùng thực lực so sánh hắn bất hủ nhục thân có được vô cùng cường đại sinh mệnh lực chỉ cần không thể đem hắn giết chết, như vậy chỉ cần cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc, bất hủ nhục thân liền có thể tái chiến. Đây cũng chính là nguyên thần nhất tộc cường đại nguyên nhân, vốn còn đối với ngươi ôm lấy một chút chờ mong, có thể có được ta nguyên thần nhục thân giả nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì phàm phàm hạng người, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái thực lực đều phải dựa vào bí pháp đến để thăng rác rưởi chỉ ngươi mà nói, cũng xứng để cho ta nguyên thần nhất tộc nhục thân trở thành phân thân. Trước mắt đạo này ẩn nấp tại trong hắc ám gần như thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, chính là vỡ vụn tiêu viêm nguyên thần phân thân ngọc hiên, vẫn như cũ cùng phía trước như vậy, trên người tán phát ra là nhị tinh đấu thần nguyên khí ba động, nhưng chèn dấu khí huyết nhưng là cường đại đến làm cho người ngạt thở, hàn khí huyết trong nháy mắt bao phủ tiêu viêm, trong chớp mắt tiêu viêm cơ thể giống như bị hung hăng bóp giống như, cơ thể xương cốt phát ra kẹt kẹt thanh âm, giống như muốn sụp đổ một dạng, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, thế giới này bên trong tất cả đều là một đám cặn bã, không chịu nổi một kích phế vật, thân ảnh chậm rãi từ xa bưng đi tới trong hắc ám khuôn mặt hình dáng dần dần rõ ràng người này chính là trong nháy mắt đánh tan tiêu viêm nguyên thần phân thân ngọc hiên cái sau ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tiêu viêm tự hồ chỉ muốn hắn nói chuyện thanh âm hơi hơi lớn một chút đều có thể đem tiêu viêm đánh tan cường đại khí huyết hình thành uy áp không chút nào nhất định bất hủ chi lực suy nhược thậm chí càng mạnh hơn oanh theo ngọc hiên không ngừng tới gần tiêu viêm nhục thân lấy bẻ gãy nghiền nát một dạ tốc độ từng khúc sụp đổ làn da băng liệt huyết nhục phá toái một bộ phân thân đem bản tôn cũng bồi lên đáng giá không ngọc hiên cúi đầu nhìn xem đã bị hắn chấn áp đến thân hình câu lũ không cách nào đứng dậy tiêu viêm đại lùng mở miệng nói ngọc hiên tiếng nói vừa mới rơi xuống bỗng nhiên thân hình hắn mãnh nhiên chấn động lúc này liền là lảo đảo lùi lại mấy bước ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía ở xa trong mưa đá vụn có một bóng người xinh đẹp bước trần trụi gót sen chân đạp hư không gào thét đá vụn cải tiến quỵ tích phiến diệp không dính ngươi nghĩ đánh với ta một trận sao liệu đề ông bằng uẩn thỏ bước gót sen đi tới tiêu viêm bên cạnh Ngọc Hiên khí huyết cuồn cuộn ở giữa búng máu tươi lớn phun ra, cả người sinh cơ tựa hồ bị trong nháy mắt kéo ra hơn phân nửa, mà vô hình kia sinh cơ bao phủ tiêu viêm, tiêu viêm thương thế trên người dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Loại thời cơ này phía dưới tiêu viêm ngồi xếp bằng cùng hư không, bảng bạc sinh cơ và khí huyết bao phủ ngọn đến, mà bây giờ đối với nửa bước bất hủ thân thể tiêu viêm, đây chính là hắn cần có nhất, nữ đế. Làm sao có thể, nghe đồn nữ đế phục sinh lại là thật. Nhưng vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Ngọc Hiên sắc mặt trắng bệch, nữ đế là hắn tại huyền âm chân giới duy nhất kiên kỵ tồn tại, có thể Ngọc Hiên nhìn tính vạn tính cũng không có nghĩ đến nữ đế vậy mà thật sự xuất hiện ở hắn ở đây. Bất khả tư nghị nhất chính là, nữ đế nhìn còn cùng trước mắt bị hắn chèn ép người có không cạn quan hệ, thậm chí xuất hiện một cái chớp mắt cũng không có cùng hắn nói nhàm, liền trực tiếp ra tay trấn áp ở hắn. Nữ đế ta biết được ngươi đã vẫn lạc, sau đó huyền âm chân giới lại không cường giả thủ hộ, ta nguyện làm cái thế giới này thủ hộ giả, có thể bảo hộ hắn ngàn vạn năm. Ngọc Hiên nói nghiêm túc, có thể từ ánh mắt của hắn ở trong nhìn thấy thết thực sợ hãi. Ngươi là nói, tại ta vẫn lạc phía sau trở thành huyền âm chân giới thủ hộ giả xà sao. Nữ đế đôi mắt đẹp hiếp lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, làm cho người không cách nào đoán được nàng bây giờ suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên, chỉ cần nữ đế nguyện ý tặng ta thế giới chi khí, thực lực của ta nhất định có thể tiến thêm một bước, phải bảo vệ một cái thế giới. Ta tự hiểu thực lực còn xa xa không đủ, nhưng có đầy đủ thế giới chi khí, ta liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Ngọc Hiên tiếp tục hồi đáp, nữ đế nháo nháo trắng nõn cái cầm. Nếu có suy tư bộ dáng trong nháy mắt nhiều Ngọc Hiên thấy được hy vọng, ta chính là nguyên thần nhất tộc, băng vào ta thiên phú, nữ đế hoàn toàn có thể tín nhiệm cùng ta. Ngọc Hiên lại lần nữa nói, rõ ràng hắn cực kỳ khát vọng nhận được nữ đế thế giới chi khí, nguyên thần nhất tộc có chỗ nghe thấy, ta chính xác đã vẫn lạc đây là sự thật không giả, huyền âm chân giới cũng đích xác cần một cái mới thủ hộ giả, tự hồn nhìn người cũng thực sự vẫn là một cái lựa chọn tốt. Nữ đế nhẹ nói, ngữ khí nhu hòa lại cảm giác mang theo vài phần giọng khẳng định ngọc hiên lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe đa tạ nữ đế tán thành ngọc hiên ôm quyền chắp tay nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ quỳ một chân hư không bên trên tựa hồ còn tại bị nữ đế uy áp chấn nhiếp người nữ kia đế uy áp này có thể hay không triệt bò. ngọc hiên khổ sở cười nói hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào đứng dậy bộ dáng lộ ra ít nhiều có chức chật vật đương nhiên không được phu quân ta còn không có để cho ngươi đứng lên chờ một chút đi nữ đế nở nụ cười xinh đẹp nụ cười kia trong nháy mắt nhường ngọc hiên minh bạch nữ đế không phải tán thành hắn a à. này rõ ràng chính là thích cười phía trước rõ ràng cảm giác nụ cười như thế ngọt ngào có thể bây giờ nghe được phu quân hai chữ ngọc hiên như sấm bổ đầu cả người cũng là giống như hóa đá đồng dạng ngốc trệ tại chỗ phu quân nữ đế có phu quân sao ngọc hiên tại nữ đế xuất hiện trong nháy mắt liền đã đoán tiêu viêm thân phận hắn thật sự không biết tiêu viêm có tài đức gì có thể nhường nữ đế vì hắn ra tay ngọc hiên là nghìn tính vạn tính cũng không có nghĩ đến a à, trước mắt cái này trong mắt hắn giống như giống như phế vật nam tử lại là nữ đế phu quân ở nơi này một cái chớp mắt nữ đế tại ngọc hiên hình tượng trong lòng cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ hắn chỉ nghe qua nữ đế cùng tôn thượng ở giữa cố sự không nghĩ tới nữ đế vẫn còn có tiểu tình nhân hắn đây không tiếp thụ được hơn nữa tình nhân nhỏ này thực lực cũng quá yếu đi cái này khiến hắn càng không cách nào tiếp nhận ngọc hiên thần sắc cổ quái dù cho trong lòng có có nhiều vấn đề hắn thật sự thật sự rất muốn hỏi hỏi một chiếc nữ đế, rốt cuộc là coi trọng tiêu viêm cái gì, loại thực lực này cặn bã, vừa nắm một bó to, nữ đế ngài không có nói đùa chớ, hắn là phu quân của ngươi, Ngọc Hiên vẫn là không dám tin tưởng mở miệng hỏi, chúng ta không xứng sao, nữ đế giật mình, bỗng nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc, ta không phải là ý tứ này, chỉ là nữ đế không phải là cùng tôn thượng, Ngọc Hiên nói tới chỗ này thời điểm, dừng một chút, hắn chỉ sợ chọc giận nữ đế, có thể lại nhịn không được hỏi thăm hắn không giống sao nữ đế lại là một cái nghi vấn câu đánh vào ngọc hiên trên mặt ngọc hiên nhìn xem ngồi xếp bằng còn tại hấp thu thuộc về hắn khí huyết cùng sinh cơ tiêu viêm hắn không ngừng dùng chính mình ứng cho là kiêu ngạo trí thông minh phân tích nữ đế nói ra bốn chữ này hắn giống sao ngọc hiên thật sự rất muốn nói nhưng hắn không dám a à. chưa thấy qua tôn thượng có thể là có ước điểm điểm giống a à. ngọc hiên cười khổ nét mặt của hắn đã quản lý không kiểm soát nữ đế thấy thế chính là che miệng nở nụ cười ngọc hiên đó là khổ không thể tả a à bây giờ bị chấn áp chính hắn càng là mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ khó chịu nhưng hắn không dám chạy a à, bởi vì căn bản chạy không được đi cho dù là đã rơi xuống nữ đế hắn tản mát ra cường đại lực áp bách làm hắn cảm giác hô hấp đều khó chịu chớ nói chi là có ý khác sau một hồi lâu tiêu viêm hơi hơi há miệng trong thất khiếu bẻ khí bốc lên thân thể lập tức cổ động vô số lôi đình ở tại thể nội du tàu phảng phất trong nước vui sướng con cá một lát sau vừa mới chầm chậm mở hai mắt ra trong mắt tia lôi dẫn lúc này lóe lên suy suy màu đen hồ quang điện xu tẩu cùng tiêu viêm toàn thân bất hủ nhục thân hắn đột phá vốn còn nghĩ mượn nhờ nơi đây huyết dịch chính giữa khí huyết nhường bản tôn nửa bước bất hủ nhục thân đột phá không nghĩ tới nữ đế trực tiếp cưỡng ép đen ngọc hiên khí huyết đoạt lại nữ đế không nói nhưng tiêu viêm sớm đã minh bạch nó ý mượn nhờ cơ hội này có nữ đế ở tại bên cạnh hắn cũng hoàn toàn yên tâm tu luyện trực tiếp hấp thu ngọc hiên khí huyết lệnh bổn tôn thân thể đột phá tới bất hủ bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube truyện hay. Ở nơi này trong thời gian thật ngắn, bản tôn đột phá tới đế chi bất hủ, không chỉ có như thế, nhục thân cũng đồng dạng đột phá tới bất hủ, tại thế giới bao la ở trong, có thể đồng thời kiêm tu hai người, cơ hồ không có, Đạt ở toàn bộ dòng sông lịch sử, số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Ta nguyên thần phân thân ở đâu, tiêu viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Hiên, trong lời nói tràn ngập túc sát chi ý, cho dù ta chết, cũng định không thể để cho nguyên thần nhất tộc huyết mạch rơi vào người vực này phế đối mặt tiêu viêm thanh âm lạnh như băng ngọc hiên lập tức liền cực kỳ tức giận trong lúc nhất thời đều quên tiêu viêm bên cạnh đứng nghiêm nữ đế phế vợt hai chữ thiếu chút nữa thì thốt ra tiêu viêm ánh mắt hơi trầm xuống tiếp đó chậm rãi đứng dậy bàn chân bỗng nhiên bước ra một quyền chính là đập vào ngọc hiên trên cửa bành một tiếng ngọc hiên thân hình bắn ngược mà ra tiêu viêm thân hình cũng không đình trệ mà là thân hình theo sát bên trên nắm đấm liên tục anh ra Ngọc Hiên thì tựa hồ không có sức đánh trả giống như, cũng không phải hắn không muốn đánh trả, mà là không thể đánh lại. Mưa rào vậy nắm đấm đảo thét Ngọc Hiên toàn thân, nhưng tiêu viêm công kích nhưng là tại thu hồi lúc, tại Ngọc Hiên trên thân tạo thành thương thế liền đã khôi phục, đối với Ngọc Hiên mà nói hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, coi như ngươi đột phá bất hủ nhục thân lại có thể thế nào, quả đấm của ngươi không thể gây tổn thương cho ta một chút. Ngọc Hiên châm chọc nhìn xem tiêu viêm, vẫn như cụ đối với tiêu viêm khinh thường mở miệng hắn nhưng là cho rằng tiêu viêm bất quá là nữ đế đồ chơi thôi, coi như động thủ, cũng sẽ không đối với hắn hạ tử thủ, cho nên vẫn như cũ đối với tiêu viêm khổ suất của ngôn, tiêu viêm hơi hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía nữ đế, viện nhi, ta muốn đánh chết hắn, tiêu viêm trên nắm tay suy suy bốc lên khói trắng, đó là Ngọc Hiên tiên huyết, tiêu viêm lời vừa nói ra, Ngọc Hiên bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ đế, chỉ thấy cái sau nhìn xem tiêu viêm, trong mắt đẹp phẳng phất chỉ phản chiếu lấy tiêu viêm thân ảnh. Hào, nữ đế đôi mắt đẹp công trở thành vành trăng khuyết, không có chút nào cao kiệt phóng thích ra mỹ mạo của nàng, trong bóng đêm vẫn như cũ như một đóa màu trắng hoa hồng nở rộ nở rộ. Nữ đế, người đã đáp ứng ta, ta có thể thủ hộ huyền âm chân giới, xin ngài tin tưởng ta. Ngọc Hiên lập tức giống to, nhưng nữ đế tự hồ nghe, không thấy Ngọc Hiên lời nói đồng dạng, chỉ thấy nàng nâng lên trắng như ngó sen cánh tay, cong ngón búng ra, một đạo bạch quang chui vào đến Ngọc Hiên mi tâm bên trong nhất thời ngọc hiên trong cơ thể huyết nhục cùng sinh cơ chính là lấy bẻ vãi nghiền nát một dạng tốc độ tiêu tan nữ đế ngọc hiên lập tức quát ầm lên ngọc hiên tiếng gào thét đều không ngừng tiêu viêm nắm đấm chính là lại lần nữa đánh vào mặt của hắn phía trên lần này hắn ngũ quan lập tức vặn vỡ lõm trong nháy mắt liền không lại cứng cỏi tiêu viêm nắm đấm tiếp tục rơi xuống ngọc hiên nguyên bản bền chắc không thể gảy nhục thân bây giờ lại trở nên cực kỳ yếu ớt bởi vì giờ khắc này một cỗ cường đại sức mạnh bất khả tư nghị đem ngọc hiên khí huyết cũng là sinh sinh áp chế xuống Ngọc Hiên mi tâm chỗ tinh ấn càng là đều không có ở đây lấp lóe, tựa hồ thực lực của hắn ở nơi này một cái chớp mắt đều tựa như không tồn tại đồng dạng. Theo tiêu viêm nắm đấm oanh ra, Ngọc Hiên xương cốt truyền đến vỡ tan thanh âm, nát bấy nội tạng càng là tại tiêu viêm dưới một quyền, búng máu tươi lớn sen lẫn nội tạng phun ra, khí tức lập tức mất tinh thần xuống dưới. Ngọc Hiên sắc mặt trắng bệch, lại có mãnh liệt tử vong nguy cơ đem hắn bao phủ. Tiêu viêm năm ngón tay bắt được Ngọc Hiên thiên linh, thời khắc này Ngọc Hiên trên thân xương cốt đều đã đứt gãy bị tiêu viêm nắm trong tay như mở ra bùn nhão nhìn trước mắt bộ dáng chật vật ngọc hiên tiêu viêm nhíu mày hắn có thể lựa chọn đoạt sáng ngọc hiên nhưng ngọc hiên chính là tám tinh nguyên thần thực lực như vậy cho dù bản tôn đột phá đế chi bất hủ cùng bất hủ nhục thân cũng không khả năng chịu được đến từ tám tinh nguyên thần thực lực cường đại hơn nữa coi như muốn đoạt xá tiêu viêm chưa chắc có thể đoạt xá thành công tám tinh nguyên thần thực sự quá mạnh đã hoàn toàn vượt qua tiêu viêm có khả năng tiếp nhận phạm vi bước này cường giả nếu không phải nữ đế thật sự dùng một ngón tay liền có thể đem tiêu viêm gạt bỏ tiêu viêm nam ngón tay dùng sức hắn phải giống như ngọc hiên bóp nát nguyên thần phân thân đồng dạng đồng dạng lấy phương thức như vậy đối phó ngọc hiên dù cho không có khả năng dễ dàng như thế đem hắn gạt bỏ nhưng khẩu khí này tiêu viêm nuốt không trôi hào nguyên thần phân thân ta trả lại ngươi ngọc hiên hư nhược mở miệng âm thanh đều có chút mô hình hồ bởi vì trong miệng răng cũng đã bị tiêu viêm toàn bộ đánh dụng tiêu viêm lúc này đẩy tay ra trường hắn vốn không muốn cùng nguyên thần là địch nếu không phải ngọc hiên hành vi như vậy tiêu viêm sẽ không như vậy ra tay cỗ này nguyên thần phân thân với ta mà nói phi thường trọng yếu cùng nhau đi tới đã trở thành ta sinh mệnh chính giữa một bộ phận mong rằng tiền bối thành toàn tiêu viêm không tiếp tục khó xử ngọc hiên vốn là không có đoạt sáng ngọc hiên ý niệm tiêu viêm cũng không phải là tham niệm vô hạn người đã lấy được nguyên thần nhất tộc ân huệ không cần thiết tiến thêm một bước tìm lấy nhưng ngọc hiên thật là nguyên thần nhất tộc còn sót lại đến nay chân chính nguyên thần nếu như tiêu viêm đoạt xá không khác đem cuối cùng nguyên thần nhất tộc huyết mạch cho triệt đề diệt trừ nguyên thần nhất tộc nếu là có thể trọng trấn cái kia nhất định chả có thể trở thành đỉnh tiêm tồn tại cường đại huyết mạch tiêu viêm câu nói này sau cùng tiền bối hai chữ chính là cho ngọc hiên bậc thang thì nhìn ngọc hiên có tiếp hay không hán cho nước thang người thực sự là nữ đế phu quân sao ngọc hiên không có gặp công kích phía sau bị thương thân thể chính là bốc lên khói trắng hư hại huyết nhục xương cốt đều ở đây chậm rãi khôi phục làm ngọc hiên hỏi ra câu nói này thời điểm nữ đế đôi mắt đẹp hơi hơi thu liễm một cái trước mắt này nàng có chút không dám đi xem tiêu viêm phản ứng là tiêu viêm không do dự âm thanh kiên định sạch sẽ ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn xem ngọc hiên nữ đế thành khe nhỏ khóe mắt từ từ mở ra cái kia trong đôi mắt nổi lên tia sáng tiếp đó nhìn về phía tiêu viêm thon dài thẳng thân ảnh nhếch miệng lên không nhiều nhưng nụ cười lại ngọt tiến vào trái tim ngọc hiên lộ ra nụ cười khổ sở nhìn xem nghiêm túc bộ dáng tiêu viêm hắn thật sự không hiểu nữ đế tại sao lại làm ra cái lựa chọn này tiền bối là tám tinh nguyên thần sao tiêu viêm nhìn xem ngọc hiên cái sao dừng một chút ánh mắt cũng là nghiêm túc mặc dù ta đối với nguyên thần nhất tộc bây giờ còn hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu nhưng ta chắc chắn có thể để cho ta nguyên thần phân thân cũng có thể đột phá đến tám tinh nguyên thần cửu tinh thậm chí càng mạnh hơn tiêu viêm ánh mắt kiên nghị nắm đấm của hắn nắm chặt ngọc hiên nhìn xem tiêu viêm tại tiêu viêm trong mắt hắn thấy được thuộc về hắn tự tin cùng nguyên thần nhất tộc loại kia cuồng ngạo hoàn toàn khác biệt tự tin ở trong còn có vô tận khát vọng đối với lực lượng tự tin bên trong mang theo ngạo khí, nhưng là nắm giữ khiêm tốn, không giống nguyên thần nhất tộc ngang ngược càn rỡ, tiêu viêm đi đến bây giờ hiểu ẩn nhẫn, cường giả thành sự ở chỗ ngưu đây là nguyên thần nhất tộc thiếu sót nhất đồ vật, ha ha, tám tinh nguyên thần, không có khả năng, cực hạn của người tối đa chỉ có thể khiến cho đến ngũ tinh, có lẽ người cũng không biết, nguyên thần nhất tộc huyết mạch cũng có phần chưa cao thấp, người cỗ này nguyên thần nhục thân, có bất quá là phàm tôn chi huyết, ngũ tinh đã là cực hạn. Ngọc Hiên nhìn xem ham hở tiêu viêm, hắn cười lắc đầu nói ra tiêu viêm liên quan tới nguyên thần cũng không biết đồ vật đàm ngọc hiên nói ra cái này thời điểm cũng nói hắn đã bị bách đón nhận kết quả này phàm tôn chi huyết bất quá là tầm thường nhất nguyên thần huyết mạch tuy nhiên sau khi thông qua ngày xác thực có thể nhường phàm tôn đột phá tới thánh tôn có thể ngươi không có liên quan tới nguyên thần phương pháp tu luyện liền vĩnh viễn không đạt được thánh tôn phàm tôn chi huyết tiêu viêm chưa từng nghe nói qua thái sông cũng chưa từng cùng tiêu viêm nói cùng qua phàm tôn chi huyết Tà tôn cùng tôn thượng ra tay gian khổ đoạt xác nguyên thần cũng chỉ là phàm tôn chi huyết. Bất quá cẩn thận hồi tưởng tại đoạt bỏ nguyên thần phân thân lúc, tà tôn cùng tôn thượng đồng thời xuất hiện vừa mới gian khổ đoạt xá. Đương nhiên khi đó tiêu viêm quá mức suy nhược, cùng hôm nay không cách nào so sánh. Hơn nữa nguyên thần là bị cường đại si di nhất tộc khống chế, chân chính đối phó kỳ thực là si di nhất tộc linh hồn, tăng thêm tiêu viêm thực lực không đủ, mới có thể gian khổ đoạt xá. Bạn đang xem đấu phá thương không vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Tiêu viêm cẩn thận hồi tưởng mà có thể minh bạch, đến nỗi cái gọi là phàm tôn chi huyết nhưng là không biết, cúi đầu nhìn phía dưới bị màu đỏ xét nguyên thần huyết dịch, tựa hồ minh bạch nguyên thần huyết dịch tại sao lại xuất hiện ở đây, còn xin tiền bối chỉ giáo. Tiêu viêm ôm quyền chấp tay, Ngọc Hiên nếu đều nguyện ý tiết lộ cho tiêu viêm, đại hắn chính là bát tình nguyên thần, ắt hẳn biết phàm tôn chi huyết tiến dài đến thánh tôn bó phương pháp tu luyện, cố ý ở đây tung gạch nhường ngọc, e rằng không chỉ có là vì mạng sống, chủ yếu là đem mì từ cho đọ sức trở về chính mình tìm cho mình một cái hạ bậc thang dù sao đối với nguyên thần nhất tộc tới nói vạn sự đều không thể cúi đầu ngọc hiên dừng một chút hắn giờ phút này bị nữ đế chấn áp liền tiêu viêm vừa mới tạo thành thương thế đều còn không có khỏi hẳn nếu không phải bị trấn áp lúc này thương thế chỉ cần nửa cái hô hấp liền có thể khôi phục tiêu viêm quay đầu nhìn về phía nữ đế khẽ gật đầu một cái nữ đế đầu ngón tay vừa nhấc tia sáng từ ngọc hiên trong thân thể bay ra trong khoảnh khắc ngọc hiên xương cốt toàn thân phát ra kẹt kẹt khép lại thanh âm lõm bể tan tành huyết nhục một lần nữa cổ trướng tê liệt làn da một lần nữa khép lại nhưng mà đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là tại nửa cái trong lúc hô hấp đã hoàn thành ngọc hiên giống như chớp mắt từ một cái sắp chết người trọng thương khôi phục câu lũ thân thể trở nên thẳng tắp giữa lông mày tản ra không có gì sánh kịp bán nhiên chi khí nhưng cùng phía trước khác biệt hắn nhìn cho dù tết quà cuồng ngạo cũng chống cự không nổi cách đó không ra nữ tử nhu hòa nở nụ cười ngọc hiên kinh hãi không thôi hắn không có nghĩ đến nữ đế đã vẫn lạc nhưng ở hắn lưu lại sức mạnh phía dưới dù cho là bát tinh nguyên thần chính hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích vừa mới một chớp mắt kia mãnh liệt tử vong nguy cơ sẽ không cảm thụ sai trước mắt không có bất kỳ cái gì khí tức tản ra nữ tử cũng không phải là không có khí tức mà là bởi vì nàng mạnh mẽ quá đáng đến mức căn bản không cảm giác được tồn tại khí tức ngọc hiên nhìn chăm chú tiêu viêm hắn không có tại tràn ra mình khí huyết đi chấn áp tiêu viêm ngược lại là thu liễm khí tức của mình bởi vì cường đại khí huyết cho dù là tại vô hình ở trong cũng sẽ đối với tiêu viêm tiến hành chấn áp nói một chút đi tiền bối cái gì là phàm tôn chi huyết không cần ngọc hiên mở miệng tiêu viêm ánh mắt chưa từng né tránh thân hình của hắn thẳng tắp mà đứng trong mắt càng không nửa phần sợ hãi ngọc hiên lướt mắt nhìn phía sau tiêu viêm nữ đế nếu không phải nữ đế tồn tại tiêu viêm căn bản cũng không có bất luận cái gì từ cách đứng trước mặt của hắn nói như thế mặc dù trong miệng vẫn như cũ dùng đến tiền bối tôn sưng nhưng tại ngọc hiên trong mắt hắn không nhìn thấy tiêu viêm đối với hắn bất kỳ kính sợ phàm tôn chi huyết chính là nguyên thần nhất tộc cấp thấp nhất huyết mạch nhìn, ta nguyên thần nhất tộc huyết mạch nhưng là có thể tinh tiến ẩn chứa càng cường đại hơn khí huyết liền có thể đột phá tới thánh tôn chi huyết đông đảo nguyên thần dừng bước cùng đệ ngũ tinh chính là bởi vì huyết mạch không có thể đi vào hóa ngũ tinh phía trên nhưng là cần thánh tôn chi huyết mới được nhưng muốn đột phá thánh tôn chi huyết phương pháp tu luyện cũng tịnh không phải vì pháp gì hoặc là lấy thần chi huyết rèn luyện dựa vào sát lục tụ tập ngàn vạn cường giả chi huyết cái này chủng phương thức dùng nhiều nhất hoặc là tự lấy thần vật đoán huyết cần cường đại che mi phụ trái cái sau kỳ thực so cái trước càng khó cái gọi là thần vật chính là thiên địa bản nguyên chi hỏa bước này thần vật có thể ngộ nhưng không thể cầu lại cần tên này cường đại a che mi có thể trưởng khống này hòa, bằng không cũng không thể thành đang trầm ngâm một lát sau ngọc hiên cuối cùng ánh mắt khóa chặt tiêu viêm từng chữ từng câu chậm rãi nói ra mà tiêu viêm trước đó cũng không biết nguyên thần tu luyện lại còn cần đoán huyết mặc dù đang nguyên thần trên phân thân tiêu viêm biết thứ nhất cắt lực lượng nơi phát ra chính là hán khí huyết cường đại hay không đều là và khí huyết có liên quan Ngọc Hiên nói như thế nghe cũng là hợp lý, chỉ bất quá đệ nhất chủng phương pháp, sát lục ngàn vạn cường giả, như vậy cái này ngàn vạn cường giả chân thực số lượng gần là bao nhiêu không nói đến, cái này chủng phương thức làm trái tiêu viêm con đường tu luyện danh giới cuối cùng, tiêu viêm không phải tốt, nhưng là không phải ác, tuy sát phạt quả đoán, chiến đấu chỉ luận nhân quả cừu hận, đáng chết liền giết, nhưng nếu là vì tự thân tu luyện mà lạm sát, tiêu viêm tuyệt sẽ không hành sự như thế, nhưng Ngọc Hiên lời nói loại thứ hai nhưng là ở giữa tiêu viêm ý muốn thiên địa bản nguyên chi hỏa nói tự nhiên chính là hỏa diễm chi tâm cường đại achemi mặc dù tiêu viêm cơ hồ đã đem thuật chế thuốc gác lại nhưng tại thiên phú phương diện này mẫu song chí nghi nhớ cả một cái tiêu viêm cảm thấy đệ nhị trùng phương pháp chính là có thể đi tiền bối có thể hay không nói kỹ càng một chút lấy hỏa đoán huyết tiêu viêm vấn đạo rõ ràng ngọc hiên định nò đệ nhất trùng phương pháp dù sao đệ nhị trùng phương pháp yếu cầu nhiều nguyên thần nhất tộc bản thân không có khả năng luyện dược cho nên liền cần bồi dưỡng achemi còn cần tìm được hỏa diễm tri tâm chu kỳ rất dài, hơn nữa thành công hay không còn muốn ỉ lại tại A-che-mi, cái sau gần như không thể lấy, nhìn xem địa tâm ở đây bồi dưỡng nguyên thần huyết dịch chính là có biết, Ngọc Hiên lựa chọn đoán huyết chi thuật là cái trước, có thể tiêu viêm cảm thấy có chút cổ quái, Ngọc Hiên nếu là đã đột phá tới bát tinh nguyên thần, như vậy nhất định đạt đến hắn lời nói thánh tôn chi huyết, như vậy hắn vì sao còn phải bồi dưỡng nguyên thần huyết dịch, chứng minh thánh tôn chi huyết cũng không phải là phần cuối, thánh tôn phía trên còn có mạnh hơn huyết dịch cấp độ, đế chi bất hủ bước đầu tiên coi như nhục thân cũng đã tới bất hủ. Dù vậy, người nghĩ dùng bản nguyên chi hỏa đoán huyết để thăng, cần thời gian hao phí không thể đánh giá. Đầu tiên tìm kiếm bản nguyên chi hỏa chính là một cái vấn đề lớn. Ngọc Hiên lúc này liền là lắc đầu, cảm thấy phía sau phương pháp gần như không thể đi, như ta có thể thỏa mãn hết thảy điều kiện đâu, lấy hỏa nên như thế nào đoán huyết đâu. Tiêu viêm ngược lại là không có dễ dàng đem chính mình hỏa diễm trì tâm triển lộ ra, dù sao trước mắt vị này nguyên thần, hắn cũng không tín nhiệm, như đối phương không phải là bởi vì nữ đế cao áp, tuyệt đối không thể nào cùng tiêu viêm nói những thứ này. Ngọc Hiên dừng một chút, nhìn xem tiêu viêm ánh mắt giống như lại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, mình đã nói vô cùng rõ ràng, cái sau rất khó khăn, nhưng tiêu viêm vẫn như cũ chấp nhất, thôi. Lấy hòa đoán huyết chi thuật tất cả tại trong chiếc thẻ ngọc, mặc dù không phải bí mật, nhưng ta nếu không cáo chi, dựa vào ngươi tự mình tìm tòi chưa hẳn có thể thành, việc đã đến nước này, người ta mâu thuẫn đến đây thì thôi như thế nào. Ngọc Hiên có chút lên cơn giận dữ, rõ ràng trong mắt hắn tiêu viêm căn bản không có khả năng thành công kỳ thực bên trên nguyên thần nhất tộc đại bộ phận cũng là dựa vào cái sao nhưng lúc đó bởi vì nguyên thần nhất tộc cường đại có vô số a che mi dựa vào cho nên mới sẽ nhẹ nhõm nhưng tại không có a che mi cùng hòa diễm tri tâm dưới tình huống hiện nay tình huống cái sao rõ ràng sau cái trước càng không thể lấy ít nhất ngọc hiên thì cho là như vậy đa tạ tiền bối tiêu viêm ôm quyền chắp tay nhưng đối với giữa bọn hắn sinh ra xung đột nhưng là không nhắc tới một lời nhìn thấy tiêu viêm chưa từng lui ra phía sau ngọc hiên ánh mắt trầm xuống tiền bối có phải hay không đã quên phân thân của ta ngươi còn chưa từng trả lại tiêu viêm nhìn thấy ngọc hiên không có động tác dáng vẻ cũng là không còn cùng hắn đi vòng vào trực tiếp mở miệng nói ra ngọc hiên nghe vậy dừng một chút lúc này mới tựa hồ phản ứng lại bởi vậy có thể thấy được ngọc hiên mặc dù biểu hiện mười phần tỉnh táo kỳ thực bên trên nội tâm ở trong nhưng là vô cùng khẩn trương tiêu viêm nhìn xanh ngọc hiên ánh mắt xuất hiện hơi biến ảo chỉ thấy ngọc hiên vừa nhấc hai ngón phía dưới bằng lớn màu đỏ hướng về bốn phía tán đi, lộ ra màu đỏ dưới kim sắc huyết dịch. Mặc dù kim sắc huyết dịch cũng không phải là nguyên thần nhất tộc độc hữu, nhưng mà kim sắc huyết dịch chủng tộc cũng đều mười phần thưa thớt, có thể thấy được mức độ chân quý của nó. Kim sắc huyết dịch chậm rãi nhúc nhích, chợt càng ngày càng kịch liệt, sau một lát giống như sôi trào đồng dạng, sau đó từ trong lúc này bay ra một cây bạch cốt. Tiêu viêm trông thấy bạch cốt một cái trước mắt, chính là tâm thần chấn động, tuy đã hoàn toàn mất đi cùng nguyên thần phân thân liên hệ, nhưng nhìn gặp bạch cốt một cái chớp mắt loại kia mãnh liệt cảm giác quen thuộc liền đã nói cho tiêu viêm cái này bạch cốt chính là đến từ hắn nguyên thần phân thân thật ngại đợi ta cẩn thận tìm xem ngọc hiên cười khổ nói chờ chỉ thấy từng cây bạch cốt từ trong đó bay ra dường như đang lắp ráp một cái cái gì giống như bạch cốt lại lớn lại nhỏ giống như xương người lại như xương thú không đúng vẫn là không đúng xin lỗi số lượng hơi nhiều tốn nhiều nhất chút thời gian so với so với ngươi yên tâm ta nhất định cho ngươi tìm ra ngọc hiên vẻ mặt thành thật hướng về phía tiêu viêm nói bây giờ hắn không có đi xem tiêu viêm sắc mặt trong lúc kinh ngạc nộ khí không ngừng kéo lên sau một hồi lâu gần phân nửa thân thể khung xương hiện lên nhưng xương đầu còn chưa từng tìm được tiêu viêm nhìn xem đã đã biến thành bạch cốt nguyên thần phân thân bây giờ năm ngón tay của hắn sớm đã nắm chặt thành quyền lên cơn giận dữ tiền bối ngươi đem phân thân ta treo luyện tiêu viêm cắn chặt hàm răng thấp giọng mở miệng thuận tay liền ném vào cái này không không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm về đi, nhưng mà không sao, chờ chốc lát ta liền cho ngươi tìm ra." Ngọc Hiên nói nghiêm túc, Tiêu Viêm nhìn xem chỉ còn lại khung xương nguyên thần phân thân, coi như khung xương còn tại thì có ích lợi gì. Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm, lại liền nhìn Ngọc Hiên từ phía dưới nguyên thần huyết dịch ở trong xuất ra một cây lại một cây bạch cốt, không biết được hào hùng như vậy huyết dịch hắn đến tột cùng mổ giết bao nhiêu. Ngọc Hiên nói qua hai loại phương pháp, không ngoài sở liệu, Ngọc Hiên lựa chọn cái trước tiêu viêm nguyên thần phân thân cũng đã trở thành cái này bàng bạc huyết dịch một bộ phận bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube truyện hay đang không ngừng so với sau đó tiêu viêm nguyên thần phân thân khung xương rốt cục tại ngọc hiên ghép lại phía dưới xuất hiện ở trước mắt có thể chỉ còn lại có khung xương nguyên thần phân thân đã không có bất luận cái gì sinh cơ tiêu viêm nhìn xem chỉ còn lại có bạch cốt trên ngón tay phía trên kia nạp giới còn tại đương nhiên coi như nạp giới không ở tiêu viêm cũng nhận được đây là hắn nguyên thần phân thân nguyên bản huyết nhục nhất định là không tìm về được, toàn bộ hòa tan vào thánh tôn chi huyết ở trong, cho nên, Ngọc Hiên gãi đầu một cái nói, tiêu viêm bây giờ ánh mắt băng lạnh đến cực điểm, hắn đối với Ngọc Hiên có thể vẫn không có hảo cảm, cái này khiến tiêu viêm nộ khí không ngừng kéo lên, tiền bối sẽ không tính toán còn một đống bạch cốt cho ta đi, tiêu viêm áp chế lại trong ngọc nộ khí, lạnh lùng nhìn xem Ngọc Hiên, Ngọc Hiên nhìn phía dưới nguyên thần huyết dịch, bây giờ dòng máu màu vàng óng ở trong bắn ra lấy ánh sáng khác thường rõ ràng đây giống như tồn tại linh tính vậy huyết dịch khi lấy được tiêu viêm nguyên thần phân thân phía sau khoảng cách ngọc hiên mong muốn đạt tới cấp độ càng gần một bước tiền bối như còn dự định giấu giếm lời nói ta không để ý nếm thử lục soát một chút hồn phách của ngươi tiêu viêm nhìn xem mặt lộ vẻ khổ sở ngọc hiên hắn hiểu được ngọc hiên cũng không muốn phân ly nguyên thần huyết dịch tiểu bối ngươi như tin ta đợi ta thành tựu thần tôn chi huyết phía sau có thể hứa hẹn vì ngươi chiến vạn năm bây giờ thần tôn chi huyết sắp thành nếu là ở bây giờ rút ra bộ phận huyết dịch liền không cách nào hoàn thành tiến hóa Ngọc Hiên cắn răng một cái nhìn về phía tiêu viêm, trong ánh mắt không có bá đạo, mà là mang theo khẩn cầu chi sắc ánh mắt, hắn biết tiêu viêm hôm nay hết thảy ý nghĩ, nữ đế cũng có thể trợ hắn hoàn thành, muốn sư hắn hồn cũng đồng dạng không ngoại lệ, có thể Ngọc Hiên không cam lòng, hắn chờ đợi giờ khắc này hiển nhiên đã đợi quá lâu quá lâu, thánh tôn chi huyết không phải cực hạn sao. Tiêu viêm ánh mắt hiếp lại, thánh tôn phía trên còn có thần tôn, mà phía trước Ngọc Hiên cũng không cùng tiêu viêm nhắc đến. Tám tinh nguyên thần phía sau cần lần nữa đoán huyết, thánh tôn chi huyết tấn thăng làm thần tôn chi huyết mới có thể xung kích cửu tinh nguyên thần ngọc hiên cũng sẽ không giấu diếm trả lời tiêu viêm đạo cửu tinh sau đó đâu tiêu viêm tiếp tục truy vấn liên quan tới nguyên thần tu luyện tiêu viêm biết đến không nhiều bây giờ có cơ hội hiểu càng thâm nhập một chút tổ cảnh nguyên thần phía sau còn có cổ thần nhưng nghe nói nguyên thần nhất tộc thủy tổ từng đột phá tới so cổ thần mạnh hơn cảnh giới tên là thiên thần nhưng nguyên thần nhất tộc suy bại bắt đầu cổ thần chính là đỉnh tiêm thiên thần càng nhiều chỉ là nghe đồn Ngọc Hiên cũng không ghét kỳ phiền giải thích nói, hắn hy vọng tiêu viêm có thể tác thành cho hắn. Tiêu viêm trong lòng không khỏi suy tư, bốn tinh nguyên thần liền có thể ngang hàng đế chi bất hủ bước thứ năm thậm chí bước thứ sáu cường giả, bát tinh hoặc cửu tinh nguyên thần chẳng phải là có thể ngang hàng cùng so đế chi bất hủ càng cường đại hơn thần chi bất hủ. Như vậy cửu tinh nguyên thần sau đó còn có tổ cảnh nguyên thần. Cổ thần cứ thế thiên thần, cửu tinh nguyên thần có thể hay không cùng thần chi bất hủ một trận chiến, tiêu viêm không khỏi tò mò hỏi, thần chi bất hủ, Ngọc Hiên nhẹ nghi một tiếng, tiếp đó lắc đầu, cửu tinh nguyên thần tại trên xác thì tạp bất hủ, có thể bản thân thuộc về nghịch thiên tu, bởi vì là dựa vào tinh thần chi lực làm bản nguyên, mà không phải là bất hủ cần thế giới chi khí, nguyên thần không ngừng hấp thu tinh thần chi lực phía sau, hấp thu càng nhiều, liền sẽ lọt vào thiên đạo trấn áp, cũng dừng là trời, sẽ gặp phải vô số tình huống ngoài ý muốn, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị thiên đạo giết chết, hoặc là cứng rắn thiên đạo, hoặc là bế quan đoạn tuyệt hết thảy nhân quả ở vào trạng thái chết giả. Đế chi bất hủ thuộc về thiên tuyển, nguyên thần nhất tộc phương thức tu luyện vừa lúc nghịch thiên mà đi, cửu tinh nguyên thần tại đế chi bất hủ có thể xương vô địch, nhưng đối mặt thần chi bất hủ lúc ngươi đã nhìn thấy kết quả. Ngọc Hiên cười khổ nói, hắn lời nói kết quả chính là nữ đế cùng ở giữa tranh lệch thật lớn, làm tám tình nguyên thần chính hắn. Tại nữ đế trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng, loại lực lượng kia ở giữa cách xa, đã không phải là tại về mặt chiến lực mà là cấp độ càng sâu sức mạnh nữ đế một đạo ý niệm cũng đã là Ngọc Hiên không cách nào vượt qua khoảng cách. Hắn thậm chí ngay cả cùng nữ đế đánh một trận tư cách cũng không có, tại đối mặt cường đại hơn cảnh giới lúc, vượt qua một cái giai cấp chênh lệch, giống như thần chi nhìn về phía phàm nhân đồng dạng, cả hai hoàn toàn không ở trên một cái cấp độ, cũng như hôm nay tiêu viêm, lại đi nhìn đấu thần lúc, bình thường đấu thần căn bản cũng không có thể ngừa đầu đi xem cường đại hơn đế chi bất hủ, hắn bất hủ chi lực liền giống như thiên đạo, như vậy cửu tinh sau đó càng cường đại hơn tổ cảnh nguyên thần đâu lại có thể không cùng thần chi bất hủ ngang hàng. Tiêu viêm lại hỏi lần nữa, Ngọc Hiên khóe miệng có chút co lại, rõ ràng coi như hắn kiên nhẫn rất tốt. Tiêu viêm một lần lại một lần hỏi thăm một chút cũng là tiêu hao hầu như không còn, nhưng vẫn là tiếp tục trả lời tiêu viêm. Hỏi ra vấn đề này, chỉ có thể nói rõ người đối với tu luyện nhận thức còn chưa đủ khắc sâu. Cảnh giới chẳng qua là làm sức mạnh đạt đến một loại nào đó cấp độ cấp cho sưng khô thực lực mới là danh giới bản chất, tổ cảnh nguyên thần có thể hay không cùng thần chi bất hủ một trận chiến trong này tồn tại vô số có thể biến đổi nhân tố tổ cảnh nguyên thần cũng tốt thần chi bất hủ cũng được song phương ai mạnh ai yếu hoặc là tu bất đồng chiến lược khắc chế đều sẽ ảnh hưởng thắng bại nhân tố cho nên có thể không một trận chiến không thể khẳng định giống như người đồng dạng bất hủ nhục thân cùng với bất hủ bước đầu tiên cả hai đều là đột phá bất hủ lấy chiến lược của ngươi chắc hẳn tầm thường bước thứ ba cũng sẽ không là đối thủ của ngươi đương nhiên bước thứ ba bên trong đồng dạng có thiên kiêu tồn tại cho nên không có tuyệt đối thắng lợi chỉ có càng cường đại hơn chiến sĩ tranh đấu biến ảo như thiên đạo đạo vô định pháp bại thắng đều là không biết tại ta nguyên thần nhất tộc thời kỳ cường thịnh thần chi bất hủ tới ta nguyên thần nhất tộc cũng phải đem đầu thấp nhiên bây giờ cúi đầu nhưng là ta ngọc hiên cười khổ nói nguyên thần nhất tộc khi xưa huy hoàng vẫn như cũ khắc sâu in vào kỳ tâm lý một phần kia ngạo nghễ chỉ cần thể nội giữ lại nguyên thần huyết dịch liền vĩnh viễn cũng không khả năng tiêu thất nguyên thần nhất tộc mạnh mẽ và cái này một phần ngạo nghễ có không thể phân ly quan hệ đương nhiên đồng thời hắn suy sụp cũng là bởi vì phần này ngạo nghễ thành bại đều là phần này ngạo khí cũng không luận như thế nào nguyên thần nhất tộc tại nhìn chung bao la lịch sử xem ra cái chủng tộc này ít nhất như một khoả hàng tinh to lớn đồng dạng lập loè nở rộ qua cho dù tiêu thất cũng vĩnh viễn in vào tuyên cổ dòng sông lịch sử ở trong điểm này cũng đủ làm cho bọn hắn ngạo nghễ tiêu viêm tai kiếp cảnh ở trong nhìn thấy qua nguyên thần nhất tộc linh hồn cho dù vẫn diệt ý chí của bọn hắn vẫn như cũ huy hoàng mà cường đại có lẽ trong mắt người ngoài sẽ làm cho người khó chịu nhưng không thể không thừa nhận là sự cường đại của bọn hắn cũng đầy đủ trèo chống phần này ngạo nghễ ngọc hiên lời giải thích này cũng là coi như hợp lý chứng minh nguyên thần hệ thống tu luyện trên thực tế là tương đối mô hình hồ tổ cảnh nguyên thần có thể hay không cùng thần chi bất hủ một trận chiến cũng không cách nào chắc chắn bất quá nếu là có thể đạt đến tổ cảnh nguyên thần coi như gặp phải thần chi bất hủ đánh không lại nhưng đối phương chỉ cần không phải cực kỳ cường đại hắn muốn giết chết một cái tổ cảnh nguyên thần đồng dạng cũng không phải là dễ dàng. Ngọc Hiên tất nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém, toàn bộ giải thích xuống tới, tiêu viêm cũng coi như đại khái giải liên quan tới nguyên thần tu luyện quy định, nhất tình đến cửu tinh vì nguyên thần, sau đó chính là tổ cảnh, cổ thần, thiên thần, hắn thực lực không có bất hủ chỉ cảnh rõ ràng, nhưng đại khái cũng có mô hình hồ so sánh, ngược lại cũng không cần để ý song phương đối ứng cảnh giới, nguyên thần bằng vào thân thể mạnh mẽ chi lực, bản thân chiến lực liền không cần cùng bất hủ so sánh tuyệt đối lực lượng cơ thể phía dưới liền có thể không nhìn bất hủ chi lực cho nên cái này thần tôn chi huyết có thể để tiền bối đột phá tới tổ cảnh nguyên thần tiêu viêm vấn đạo trong ánh mắt không hề bận tâm không nhìn thấy hắn lúc này bất kỳ tâm tình chập chờn ngọc hiên cúi đầu nhìn phía dưới khuấy động nguyên thần huyết dịch chợt lắc đầu tiếp hận nói bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh chiêu túc chuyện hay muốn tiến hóa trở thành thần tôn chi huyết bản nguyên tinh huyết cũng đã đủ để nhưng muốn chân chính tiến hóa e rằng còn cần lấy tinh thần chi lực tiến hành bồi dưỡng, như cũng cần một chút thời gian. như vậy sao? cái kia thật ngại, tiền bối ta không có thời gian chờ chờ. xin đem ta nguyên thần phân thân trả lại cho ta, không cầu tinh tiến, chỉ cầu bảo trì nguyên dạng liền có thể. đa tạ. tiêu viêm ngẩng đầu nhìn về phía ngọc hiên, ánh mắt hơi trầm xuống, nghiêm túc mở miệng nói ra: người cho ta hai trăm năm thời gian, không một trăm năm, ta chỉ cần một trăm năm thời gian liền có thể đến lúc đó dựa vào cái này thần tôn chi huyết nếu có thể xung kích đột phá tới tổ cảnh nguyên thần bong vào ta chiến lược có thể trợ người ở đây huyền âm chân giới đi ngang muốn cái gì ta đều có thể cho người ngọc hiên nghe vậy lập tức dồn dập nói cái trước nghe nói tiêu viêm muốn đem phần thân tìm về ngọc hiên lập tức lo lắng một trăm năm ta không chờ được tiêu viêm lắc đầu hiển nhiên là quyết định muốn đem mình nguyên thần phân thân cấp cho mình trở về đối với ngọc hiên lời nói thánh tôn chi huyết cùng thần tôn chi huyết tiêu viêm bây giờ cũng không khát vọng bởi vì bây giờ nguyên thần phân thân cũng còn không đạt được cần cấp độ, có thể đột phá tới ngũ tinh nguyên thần mà nói, vừa vặn lại tại bàn tôn đủ khả năng nắm trong tay trong phạm vi. Nhìn thấy tiêu viêm cố chấp như thế, Ngọc Hiên năm ngón tay chẳng biết lúc nào nắm chặt thành quyền, nhìn xem tiêu viêm, bây giờ nếu không có nữ đế tồn tại, chỉ sợ hắn sớm đã đem tiêu viêm cho xé thành vỡ vụn, nơi nào còn có thể ở đây cùng tiêu viêm nói như vậy nói nhảm, thôi, trả lại người chính là, Ngọc Hiên vung tay áo bào, chờ từ cái kia nguyên thần huyết dịch ở trong, một tia lại một sợi không ngừng lao lên mà lên, quay chung quanh nguyên thần khung xương bắt đầu xoay tròn, chỉ thấy vừa mới vẫn là khung xương bạch cốt phía trên, kinh mạch tái tạo mà ra, rậm rạp chẳng chịt mạch máu cùng huyết nhục bắt đầu ngưng kết, ngắn ngủi không đến thời gian nửa nén hương, tiêu viêm phân thân chính là một lần nữa ngưng luyện mà ra, nhìn xem nguyên thần phân thân, bộ dáng bên trên xảy ra một chút biến hóa, bởi vì trong đó đã không còn ẩn chứa tiêu viêm linh hồn. Trượt tiêu viêm đoạt xá chi lực bao phủ mà lên, thời khắc này nguyên thần phân thân không có bất kỳ cái gì ý chí và linh thức giống như một tờ giấy trắng đồng dạng tiêu viêm linh hồn trực tiếp không có chút nào ngăn trở liền chiếm giữ nguyên thần phân thân bi tâm chỗ bỗng nhiên có hai ngôi sao lập lòe tựa hồ cùng phía trước không có gì sai biệt nguyên thần phân thân bước ra một bước cùng tiêu viêm thân ảnh tới gần chỉ thấy thân ảnh giao thoa nguyên thần phân thân liền như là sắp nhập vào tiêu viêm cái bóng ở trong không thấy thân ảnh đa tạ tiền bối tiêu viêm lúc này ôm quyền chắp tay ngọc hiên sắc mặt âm trầm không nói thêm gì nữa mà tiêu viêm đồng dạng không có tiếp tục cùng ngọc hiên nhiều lời thu hồi nguyên thần phân thân chợt chính là trực tiếp khởi hành một lần nữa quay về băng uẩn thỏ phần lưng đi thôi ly khai nơi này có có chút ít sự tình còn cần vẽ lên một cái dấu chấm tròn mới được tiêu viêm nhìn xem nữ đế nói khẽ nữ đế gật đầu hẳn là khôn khéo như cái tiểu tức phụ ngọc hiên ở phía xa nhìn xem hắn vẫn như cũ không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này băng uẩn thỏ trực tiếp lướt lên từ lòng đất sông về tinh thần bên ngoài từ vừa dày vừa nặng tầng băng bành một tiếng nứt đi hóa thành trường hồng rời đi lạnh phàm tinh hướng về thâm không lao đi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa nhưng ở tiêu viêm rời đi về sau lạnh phàm tinh địa tâm bên trong ngọc hiên thân hình vẫn như cũ không động không biết chưa qua bao lâu mới từ địa tâm đi ra lướt về phía lạnh phàm tinh không trung hướng về hư không bên ngoài ánh mắt bốn phía lớp nhìn một lát sau chỉ thấy hắn ngọc hiên thở dài ra một hơi cái chán đại khỏa toát ra mồ hôi lạnh trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc may mắn diễn kỹ thật tốt rốt cuộc lại gặp tên sát tình này ngọc hiên vỗ ngược một cái đem nhiễu loạn khí tức dần dần bình phục lại nhìn xem bốn phía hư không tiến hành liên tục xác nhận xác định tiêu viêm sau khi rời đi ngọc hiên thân hình mới chậm rãi trầm xuống mà ở hắn ngọc hiên trong mắt hàn măng lấp lóe ngọc hiên trầm xuống đến rồi tinh thần hạch tâm phía sau ở cách hàn phàm tinh không xa trong hư không mập mạp mau nhung nhung băng uẩn thỏ trên lưng hai thân ảnh ánh mắt đều nhìn hàn phàm tinh tiêu viêm cũng không rời đi hắn không phải nguyên thần cùng ta một dạng cũng hẳn là đoạt xá mà đến. Tiêu viêm trầm giọng nói, nữ đế biểu lộ tựa hồ cũng không kinh ngạc, có lẽ không có chuyện gì đủ để cho nàng kinh ngạc, bởi vì, này chút nàng từ đầu đến cuối cũng chưa từng từng chú ý, ngờ tới sao, nữ đế vấn đạo, tiêu viêm dừng một chút gật gật đầu, cái này đích xác chỉ là suy đoán của hắn, bất quá có một chút ta dám xác định, ta nguyên thần phân thân huyết dịch trong cơ thể bị hắn đổi, mặc dù cũng là khôi phục đến nhị tinh nguyên thần, nhưng thể nội chảy huyết dịch không chỉ không có để cho ta cảm giác trở nên mạnh hơn, ngược lại là yếu hơn không ít tiêu viêm nói tại một lần nữa cầm lại nguyên thần phân thân thời điểm hắn cảm giác mặc dù nhỏ bé mà nguyên thần phân thân đi theo tiêu viêm đã có không ít thời gian loại này khác biệt còn có thể phát giác đi ra a à, tất nhiên không đúng vì cái gì vừa mới không trực tiếp đoạt lại nữ đấy gương mặt xinh đẹp nhìn xem tiêu viêm trong đôi mắt mang theo vẻ tò mò hỏi hướng tiêu viêm ta muốn xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì cũng nghĩ xem hắn lời nói thần tôn chi huyết lại có bao nhiêu mạnh bất quá như hắn thật sự đột phá đến tổ cảnh nguyên thần viện nhi còn có thể áp chế lại hắn sao tiêu viêm nói xong nhìn về phía nữ đế mặc dù nói bá đạo tiếng nói nhưng trên thực tế nữ đế không ra tay hắn căn bản sẽ không là ngọc hiên đối thủ nói đúng ra liền làm đối thủ tư cách cũng không có dù thế nào đột phá thực lực cũng chỉ thế thôi chỉ cần phu quân nguyện ý tùy thời cũng có thể đem hắn gạt bỏ nữ đế cười nói tiêu viêm không biết nữ đế bây giờ đến tuổi cùng còn sót lại bao nhiêu thực lực có thể vừa mới chấn áp ngọc hiên lộ ra vô cùng nhẹ nhõm đó là tuyệt đối thực lực nghiền ép cho nên tiêu viêm mới có bây giờ to gan quyết sách tiêu viêm lòng bàn tay tia sáng lóe lên đây là ngọc hiên cho hắn lấy hỏa đoán huyết ngọc giản tiêu viêm đem linh hồn chi lực thăm dò vào trong chiếc thẻ ngọc một chút phức tạp tin tức tràn vào trong đầu ở trong trong ngọc giản lấy hỏa đoán huyết tin tức ta cũng không có cách nào phân biệt trong đó thật giả như từ góc độ chế thuốc phân tích trong đó lấy hỏa đoán huyết phương pháp cũng không tính phức tạp thật giả sầm nửa cảm giác cũng không phải là hoàn thiện phảng phất là từ loang lổ trong trí nhớ lấy ra đồng dạng tin tức không có sai nhưng chi tiết quá ít, cái này không hợp lý. Nhìn xem ngọc trong tay giàn, tiêu viêm lật bàn tay một cái liền đem ngọc giàn tạo thành nát bấy, trong đó lấy hỏa đoán huyết trì thuật đã nhớ kỹ cùng trong đầu. Phu quân chúng ta muốn ở chỗ này lại bao lâu? Nữ đế vấn đạo, trong lúc nói chuyện nàng thân thủ mềm mại đã bám vào tiêu viêm bả vai bên cạnh, tán phát mùi thơm ngát chui vào hơi thở, làm người tâm thần thanh thản. Hàn phàm tinh bên trong, Ngọc hiên ngồi xếp bằng cùng bên trong, bây giờ hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vào đỏ toàn bộ tiêu tan thay vào đó là sáng chói kim sắc, tất cả huyết dịch hóa thành một cái cầu, mà cái cầu bao quanh hàn phàm tinh tinh thần hạch tâm, chỉ cần đem ngôi sao này tinh thần chi lực luyện hóa, này huyết ắt hẳn có thể tiến hóa thành vì thần tôn chi huyết, đến lúc đó ta đây cũng nguyên thần phân thân liền có thể càng mạnh hơn, gặp lại tên kia, cho dù có nữ đế cũng đừng hòng ngăn đón ta một chút, nhất định phải đem lúc trước là ta nguyên thần phân thân tên kia say đáp, cũng là cái kia đáng giận si cửu u, nếu không phải là hắn, cái kia sâu kiến lại làm sao có thể đoạt ta lúc ban đầu nguyên thần phân thân cũng may là tiểu gia phân thân ta đủ nhiều thủ này nhất định phải báo ngọc hiên thấp giọng thì thào trong lúc nói chuyện tràn ngập túc sát chí nếu là bây giờ tiêu viêm nghe thấy hắn lẩm bẩm chắc chắn nhận ra cái này có chút quen thuộc ngự khí âm thanh si di linh hồn tiêu viêm đoạt sáng nguyên thần phân thân lúc chính là lần thứ nhất cùng si di linh hồn đánh cờ một lần kia tiêu viêm lấy lực lượng của mình ắt hẳn không cách nào cùng ngang hàng nhưng lúc đó sau lưng có tà tôn càng có tôn thượng si di linh hồn chiến bại nguyên thần phân thân bị tiêu viêm sở đoạt lần thứ hai nhưng là ở nơi này huyền âm chân giới vực sâu cực địa ở trong cao si di linh hồn người thứ hai phân thân nhưng tương tự bị tiêu viêm cho đánh bại nó mục đích hay là muốn đoạt lại nguyên thần phân thân cuối cùng vẫn như cũ không thể thành công mà kỳ thực si di linh hồn từng vô số lần muốn đi tìm tiêu viêm báo thù có thể nữ đế ở bên chính hắn bỏ đi ý nghĩ này đến nỗi phía trước trông thấy nữ đế vẻ mặt kinh ngạc có một bộ phận là hắn diễn xuất tới nhưng tiêu viêm là chồng mình quân một chuyện nhưng là nhường hắn kinh ngạc là thực sự si di linh hồn cũng không biết tiêu viêm cùng nữ đế vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn quan hệ liền tăng lên đến nơi này cấp độ si di linh hồn trong lòng càng thêm ảo não nhưng hắn không có nghĩ tới là tiêu viêm vậy mà chủ động đưa tới cửa cho nên thì có tiêu viêm đi tới hàn phàm tinh lần này tiết mục từ đầu đến cuối si di linh hồn đều ở đây biểu diễn hắn tự cho là không có chút sơ hở nào biểu diễn phải nắm chặt thời gian tên kia cực kỳ gian hoạt vạn nhất phát hiện manh mối vòng trở lại liền nguy rồi nếu không phải còn kém cái kia nguyên thần trong cơ thể thánh tôn chi huyết lão tử mới sẽ không mạo hiểm lớn như vậy si di linh hồn chửi ầm lên không ngừng bấm nghiệm pháp quyết tăng tốc huyết dịch xung hợp tinh thần chi lực huyết dịch kim quang cũng là càng ngày càng rực rỡ si di linh hồn lừa gạt tiêu viêm nói là hắn phân thân chi huyết phàm là tôn chi huyết kỳ thực tiêu viêm nguyên thần phân thân từ đoạt xá mà đến đều là thánh tôn chi huyết chỉ cần có đầy đủ tinh thần chi lực liền có thể đột phá tới bát tinh nguyên thần bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh chiêu túc truyện hay cũng không phải là phàm tôn chi huyết cũng không có ngũ tinh chi ngăn hết thảy đều là si di linh hồn biên gia hoang ngôn mà cái hoang ngôn si di linh hồn đồng dạng mạo rất nhiều nguy hiểm may mắn tiêu viêm đối với nguyên thần hệ thống tu luyện hiểu rõ rất ít nhanh nhanh ta có thể cảm thấy thần tôn chi huyết sắp thành ngọc hiên trên mặt nụ cười càng ngày càng dữ tợn nhìn ra hắn rất là hưng phấn bởi vì hắn chờ đợi giờ khắc này quá lâu quá lâu trong thời gian thật ngắn Xì si dì linh hồn liền vứt bỏ hai cỗ phân thân, cái này khiến nó vô cùng không vui, lão tử vừa mới góp đầy 100 cỗ phân thân, bây giờ chỉ còn lại 98 có được, trọng thương 20 cỗ, bị phong ấn 20 cỗ, còn có có chút ít phân thân tồn tại cùng mỗi cái thế giới, không cách nào buông xuống, đáng giận đáng giận, xem ra phân thân còn chưa đủ nhiều, ta phải tiếp tục đoạt xá mới được. Ngọc Hiên ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, loại thần sắc này là tiêu viêm phía trước chưa bao giờ từng thấy trên mặt hiện ra tới biểu lộ cũng không phải là nhân loại nên có lạnh phàm tinh chỗ hạch tâm kim quang đập vào mặt có thể rõ ràng cảm thấy cái này màu vàng trong máu điên cuồng leo lên khí huyết ngọc hiên xếp bằng ở kim sắc huyết dịch phía trên hắn tựa hồ chờ đợi giờ khác này vẫn như cũ rất lâu nhìn phía dưới kim quang sáng chói ngọc hiên ánh mắt lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc khạc khạc nữ đế vẫn lạc đã thành định cục chỉ cần thần tôn chi huyết một thành làm ta cỗ này nguyên thần phân thân đột phá tới thổ cảnh nguyên thần đến lúc đó toàn bộ huyền âm chân giới đều tại ta trong khống chế. Mặc dù đây chỉ là một lần thế giới, bất quá ẩn chứa tài nguyên cùng thế giới chi khí cũng không ít, đã như thế, khoảng cách ta hồng đồ đại nghiệp liền đem tiến hơn một bước, đến nỗi tên kia, cùng chính là thủ không đội trời chung, quyết định phải giết, bọc hiên thì thào. Tại hắn trong đôi mắt phản chiếu kim sắc huyết cầu rực rỡ như sao, mà cùng lúc đó, viên này lạnh phàm tinh cũng là đang phát sinh long trời lỡ đất biến ảo, bằng lớn tầng băng phi tốc sụp đổ, tê giết gào hắn phong tượng hồ đình chỉ hò hét ngôi sao này tựa hồ đột nhiên thời gian bị cấm chế một cái giống như tồn tại ở trong tầng băng ma thú bạo phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ bọn chúng phát giác ngôi sao khác thường có thể tức giận tiếng giống lại không cách nào thay đổi gì đều là chẳng ăn thua gì dưới lớp băng thiết lập tông môn hoặc thành trì cũng bởi vì tầng băng diện tích lớn sụp đổ mà hủy diệt vô số sinh linh sụp đổ cả viên lạnh phàm tinh giống như một đóa nhanh chóng lụi bại đóa hoa sinh cơ cùng linh vận đều ở đây cực tốc trôi đi nguyên bản trắng xóa tinh thần bây giờ trở nên u ám đứng lên đã qua vạn năm đều là tuyết lớn phiêu linh bầu trời vậy mà bắt đầu mưa, mà mưa càng là càng rơi xuống càng lớn. Tầng băng bắt đầu hòa tan, xuất hiện hồ, tiếp đó mưa to không ngừng rơi xuống, hồ càng lúc càng lớn đã biến thành hải, trắng xóa tinh thần hóa thành thủy lam sắc, cả viên trên ngôi sao băng đều hóa, sinh linh cơ hồ vẫn diệt rơi mất 80%, chỉ có một chút thực lực hơi cường giả chống đỡ được, nhưng tình huống như cũ không thể lạc quan, dù sao loại này tinh thần phía trên, tồn tại rất nhiều bình thường sinh linh, bọn chúng không có tu vi, chỉ là tự nhiên pháp tắc phía dưới tạo ra sinh linh, nhưng mà bình thường sinh linh tại đối mặt thiên địa tai hại phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào sức mạnh, bởi vậy từ khí bù đắp cả viên lạnh phàm tinh, vô số thi thể, người hoặc thú, số lớn trôi lơ lửng ở tầng băng biến thành nước biển phía trên. Ngôi sao này phía trên ở đây bế quan một vị duy nhất đấu thần, nhìn xem ngôi sao này biến hóa, trong mắt của hắn lộ ra vẻ đau thương, nhưng hắn giờ phút này nhưng biết rõ chính mình căn bản là không có cách thay đổi ngôi sao này vận mệnh hắn biết được có nhân vật càng mạnh mẽ không biết ở đây tinh làm cái gì nhưng ngôi sao này trực tiếp trở thành phế tinh cho dù tàn phế sống sót sinh linh không cách nào rời đi ngôi sao này giả không bao lâu liền sẽ tiêu vong bởi vì ngôi sao này trên sở hữu tài nguyên toàn bộ tiêu tan không lâu sau đó sẽ biến thành một khỏa không có bất kỳ cái gì sinh linh phế tinh ta đang suy nghĩ bảo là nguyên thần nhất tộc chẳng lẽ cũng là lấy loại phương thức này tu luyện sao ở cách lạnh phàm tinh không xa trong hư không tiêu viêm xếp bằng ở băng ẩn thỏ trên lưng nữ đế giúp vào trong ngực của hắn chuyện nên làm cũng đã làm xong tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lạnh phàm tinh khó trách người này nói nguyên thần sẽ gặp phải lạch trời bực này phương thức tu luyện lòng tham giả liều lĩnh đem một ngôi sao hạch tâm chi lực đều thôn vệ như vậy một ngôi sao lên ngàn vạn sinh linh đều sẽ bị bởi vì tu luyện mà chịu hắn liên lụy chết về điểm này liền tổn hại tự thân khí phận lạch trời cũng là phải tiêu viêm nhìn xem lạnh phàm tinh ánh mắt âm trầm vô cùng bây giờ cũng càng vì minh bạch vì cái gì nguyên thần nhất tộc cường đại lại ở thế nhân phỉ nhổ, một mực tự thân tu luyện, cũng không hiểu nhân quả đạo lý, mặc dù trên ngôi sao sinh linh cũng không phải là tự tay giết chết, nhưng đem một ngôi sao hạch tâm chi lực một tê không dư thừa đều thôn vệ, gián tiếp sát phạt cùng trực tiếp sát phạt có cái gì khác nhau, một cái nguyên thần tu luyện liền muốn thôn vệ không biết bao nhiêu tinh thần chi lực, hiện tại xem ra, mặc dù đây cũng không phải là dẫn đến mênh mông chiến bại nguyên nhân chủ yếu, nhưng nhường một cái thế giới chiến bại, chính là vô số dạng này nhân tố xen lẫn nhau mà tạo thành theo ta được biết nguyên thần nhất tộc cũng không phải là như thế mặc dù ký ức có chút pha tạp nhưng vẫn là nhớ mang máng nguyên thần nhất tộc có minh xác tộc lệnh mỗi ngôi sao thôn vệ hắn hạch tâm chi lực không thể vượt qua thứ năm phần có một lại bị thôn vệ qua tinh thần nhất thiết phải lưu lại nguyên thần tiêu chí tránh khắc nguyên thần lần thứ hai thôn vệ nữ đế nhìn xem tiêu viêm vẻ không vui chính là mở miệng nói ra tiêu viêm nghe vậy có chút dừng lại một cái chớp mắt này mới vừa đối với nguyên thần nhất tộc có đổi mới nghe nữ đế nói như vậy chính mình thôn phệ một nửa so với nguyên thần nhất tộc ngược lại còn muốn càng thêm tham lam. Hiện tại xem ra, người này vẫn còn có lẽ đúng như người lời nói, hắn cũng không phải là chân chính nguyên thần nhất tộc, ngôi sao này tinh thần chi lực đều tiêu tan, sau đó không lâu liền sẽ biến thành phế tinh. Nữ đế tiếp tục ôn nhu nói, dạng này tinh thần, như có bổ cứu chi pháp, tiêu viêm vấn đạo, đây cũng không phải là hắn nhân từ, nhìn xem viên này giống như héo tàn vậy tinh thần, lệnh tiêu viêm nhớ tới đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục, nếu như người người đều là ác đồ, như vậy làm sao đàm luận trật tự không có trật tự thế giới tất nhiên sẽ hướng đi diệt vong vấn đề không lớn vừa mới người kia thể nội ẩn chứa sinh cơ đủ để hóa thành ngôi sao này tinh thần chi lực đem luyện hóa liền tốt nữ đế cười hồi đáp tại một chút vốn nên ngưng trọng về vấn đề nữ đế lại luôn để cho người ta cảm thấy một loại nhẹ nhõm cảm giác tựa hồ vạn sự đều tốt giải quyết giống như nàng cho tới bây giờ liền không có phiền não đồng dạng lạnh phàm tinh địa tinh ở trong ngọc hiên trước mắt kim sắc huyết cầu bây giờ bành trướng đến rồi cực hạn cùng lúc đó ngọc hiên lập tức ra tay bốn phía sớm đã là hắn bày ra trận pháp dùng cái này tin vì lô luyện hóa thần tôn chi huyết hắc ám bốn phía nổi lên tia sáng hoa văn phức tạp phát họa mà ra điên cùng bành trướng kim sắc huyết cầu lập tức bị bốn phía trận pháp khống chế một hồi run rẩy phía dưới địa tâm lại lần nữa diện tích lớn sụp đổ có thể thời khắc này ngọc hiên sớm đã mặc kệ những thứ này bởi vì thần tôn chi huyết đã luyện thành bây giờ chỉ cần đem hắn áp chế thành đan liền coi như đại thành ngọc hiên bây giờ mồ hôi đầm đìa bất quá nhưng vào lúc này bỗng nhiên thân hình hắn hơi chậm lại suýt nữa đã quên tên kia âm hiểm xào trá làm sao lại đi to như này dứt khoát chẳng lẽ hắn phát giác phân thân không thích hợp chỉ là dê trang rời đi tiếp đó chờ ta luyện thành thần tôn chi huyết tiếp đó xuất hiện cho ta cướp đi bỗng nhiên lóe lên một tia dự cảm bất tường nhường ngọc hiên tâm thần chấn động trong tay ngưng luyện kim sắc huyết dịch trận pháp cũng là bỗng nhiên trì trệ không được đợi ta ra ngoài lại xác nhận một chút ngọc hiên từ bỏ thời khắc này ngưng luyện mà là lấy trận pháp đem hắn tạm thời ổn định thân hình trực tiếp từ địa tâm sông ra tầng băng tiêu thất hóa thành đại dương ngọc hiên tốc độ cực nhanh cùng lực lượng cường đại lao ra một cái chớp mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn thân hình của hắn không có ngừng trệ mà là hướng về lạnh phàm tinh hư không cực tốc bay đi chỉ thấy ngọc hiên tại lạnh phàm tinh bốn phía khắp nơi đi dạo nhưng hắn cũng không biết bây giờ tiêu viêm ngay tại cách đó không xa ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem vây quanh lạnh phàm tinh xoay quanh ngọc hiên người này đang làm cái gì lạnh phàm tinh bên trong cơ bản có thể xác định không có bất kỳ cái gì cường đại hoặc khí tức quỷ dị tồn tại bốn phía mấy vạn trượng hư không cũng phải điều tra một phen mới được cẩn thận chạy được vạn năm thuyền ngọc hiên nghiêm túc tự nhủ tiếp đó lướt về phía lạnh phàm tinh quanh mình hư không bất luận cái gì cũng có thể ẩn núp chỗ đều tìm tòi một lần bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay ngọc hiên thân ảnh không ngoài sở liệu lướt về phía tiêu viêm vị trí khoảng cách tiêu viêm càng ngày càng gần cuối cùng từ tiêu viêm trước mặt cơ hồ khoảng cách không đến 10 trượng hư không gào thét mà qua hắn tựa hồ cũng không có phát hiện tiêu viêm tồn tại đang ở trước mắt nhưng hắn thấy nhưng như cũ là hư không vô tận nhìn xem khi thì dừng lại nhìn chung quanh ngọc hiên tiêu viêm khóe miệng lộ ra một nụ cười quả nhiên là hắn tiêu viêm lẩm bẩm nói phía trước chỉ là ngờ tới nhìn xem ngọc hiên hành vi tiến một bước lấy được kiểm chứng bất quá còn vẫn không thể chân chính xác nhận bất quá tiêu viêm trong lòng đã có một hai đáp án nhận biết Nữ đến nhìn xem Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ biểu lộ nhẹ giọng hỏi, "Ân, rất giống phía trước gặp qua, Viện Nhi từng nghe nói si Di nhất tộc sao?" Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đối với si Di nhất tộc hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều, chỉ biết hiểu bọn chúng có được cường đại đoạt xá chi lực, mà chính mình có cũng là đến từ si Di nhất tộc đoạt xá chi lực, biết được một hai, bọn chúng lấy đoạt xá mà sống, hơn nữa đoạt xác mục tiêu đều là thực lực cường đại giả hoặc là thiên phú chắc tuyệt giả, bất quá cùng nguyên thần một dạng sớm tại tuyên cổ phía trước liền chọc giận một chút tồn tại cường đại bây giờ cũng cơ hồ sớm đã không thấy được thân ảnh của bọn chúng. Nữ đế gật gật đầu hồi đáp, thịnh cực tất suy sao, tiêu viêm thì thào, vô luận là nguyên thần vẫn là si di, năng lực của bọn hán tựa hồ cũng là cực kỳ nghịch thiên một dạng tồn tại, nguyên thần cường đại nhục thân, si di kinh khủng đoạt xá chi lực, hai người năng lực đều rất phải không có thể tư nghị, năng lực cường đại sẽ để cho bọn chúng rất nhanh trở thành đỉnh tiêm một hàng, nhưng năng lực như vậy đồng dạng sẽ gặp phải ngấp nghé cùng hủy diệt. Nguyên thần nhất tộc là bởi vì thế giới xâm lấn mà bị diệt tộc, cái này si linh hồn làm như là nhường tiêu viêm cảm thấy kỳ quái cường đại đoạt xá chi lực có thể để si tu hú chiếm tổ chim khách gần như không có khả năng xóa bỏ mới đúng si nhất tộc thật sự biến mất sao tiêu viêm trong lòng không khỏi đối với cái này cảm thấy nghi hoặc trước mắt vị này ngọc hiên lại không coi như hắn là si nhất tộc như vậy tiêu viêm cũng đã gặp qua hai lần si linh hồn phân thân có khả năng hay không si di nhất tộc căn bản chưa từng tiêu thất bọn chúng chẳng qua là ẩn nặc đứng lên lúc trước đoạt xá vì mình phân thân Bây giờ bọn chúng đã biến thành bị đoạt sáng người, thay thế linh hồn, nhưng kế thừa hắn ký ức cùng tính cách, lặng yên không tiếng động ẩn nấp ở ngàn vạn sinh linh ở trong. Tiêu viêm suy đoán to gan đạo, Ngọc Hiên kỳ thực cũng không lộ ra sơ hở gì, giọng nói cùng tính cách vẫn như cũ cho người ta một loại cuồng ngạo cảm giác, nếu không phải là hắn trả lại phân thân lúc, tiêu viêm phát giác chính mình nguyên thần phân thân khác thường, có lẽ cũng sẽ không đối với hắn sinh ra hoài nghi, có thể Ngọc Hiên nhìn xem đưa đến trước mắt thịt, hắn thật sự là không có thể nhịn được. Đương nhiên, hắn kế hoạch ban đầu cũng không phải là như thế, mình mở ra điều kiện có lẽ còn là có hấp dẫn rất lớn lực, vì đó chiến vạn năm, chỉ cần tiêu viêm đáp ứng, liền có thể trắng trợn nhận được tiêu viêm nguyên thần phân thân thánh tôn chi huyết. Lệnh Ngọc Hiên kinh ngạc là tiêu viêm thậm chí đều chưa từng do so dự liền cự tuyệt, cái này khiến Ngọc Hiên không thể không vì vậy mà mạo hiểm lấy thấp hơn chờ phàm tôn chi huyết tái tạo tiêu viêm nguyên thần phân thân nhục thể chỉ có thể đánh cược tiêu viêm đối với nguyên thần khí huyết cũng không hiểu rõ Trước đây thăm dò cũng là đã chứng minh tiêu viêm thậm chí cũng không biết nguyên thần khí huyết tu luyện, cho nên Ngọc Hiên mới dám lớn mật như thế làm bộ, hắn là tại lấy nhỏ thắng lớn. Quả thật có khả năng như vậy, cho dù linh hồn chi lực người mạnh nắm giữ phân thân số lượng cũng có hạn, nhưng này si di nhất tộc chỗ cường đại chính là có thể đoạt xá rất nhiều phân thân, còn không biết có cái gì hạn chế số lượng, nữ đế gật đầu nói, tiêu viêm nghe vậy những mày, không có hạn chế số lượng, đây chẳng phải là có thể có được vô số phân thân, ta đoạt xá chi lực dựa theo tà tôn lời nói là thuộc về si di nhất tộc, chẳng phải là ta cũng có thể như thế. Tiêu viêm nhíu mày, thật sự có thể có vô số phần thân lời nói, như vậy thì có thể tự mình nắm giữ một chi cường đại quân đội, đều là từ tiêu viêm ý thức khống chế. Bất quá mặc dù tiêu viêm có cũng là si di nhất tộc đoạt xá chi lực, nhưng sở đoạt bỏ phân thân thực lực lại không thể vượt qua bản tôn quá nhiều, nếu không thì đem không cách nào đoạt xá thành công, cho nên không biết si di linh hồn là như thế nào làm được. Bất khả tư nghị nhất chính là, hắn phân thân tựa hồ và tập tôn cũng không khoảng cách hạn chế phảng phất đơn độc sinh ra hình thức đồng dạng đến nỗi si di linh hồn là làm sao làm được cái này e rằng chỉ có thể nghĩ biện pháp sưu nó hồn nhận được hắn ký ức mới có thể biết được mặc dù tà tôn lấy được si di nhất tộc đoạt xá chi lực nhưng rõ ràng si di nhất tổng năng lực so với trong tưởng tượng lớn hơn nữa nhưng ngọc hiên thật là si di linh hồn như vậy có khả năng so tiêu viêm trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại ngọc hiên thân hình dừng lại nhìn xem bốn phía hư không mắt lộ ra vẻ suy tư không được tà lực soát phạm vi còn chưa đủ ở đây vẻn vẹn mấy tức liền có thể đến lạnh phàm tinh, như tên kia muốn trốn đoán chừng sẽ kéo ra một chút khoảng cách mới đúng, ta nhớ được hắn lúc rời đi là vị trí đó. Ngọc Hiên nói ánh mắt chính là nhìn về phía băng uẩn thỏ vị trí, hắn ánh mắt không nghiêng lệch thì nhìn hướng về phía tiêu viêm, tựa hồ trong ánh mắt liền tượng như phát hiện tiêu viêm đồng dạng. Chỉ thấy Ngọc Hiên tiếp theo một cái chớp mắt thân hình khẽ động, chân đạp hư không phát ra tiếng nổ đùng đoàn, toàn bộ thân hình mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành trường hồng lướt về phía tiêu viêm vị trí, bại lộ tiêu viêm nhìn xem cướp được ngọc hiên phương hướng chính là hướng hắn vị trí mà đến sẽ không nữ đế lắc đầu ngữ khí kiên định nhìn xem ngọc hiên càng ngày càng gần thân ảnh nhấc lên tiếng oanh minh càng là càng thêm kịch liệt chỉ nghe thấy ẩm vang một tiếng ngọc hiên cướp được một cái chớp mắt băng ẩn thỏ hơi nhích ra một cái thân vị ngọc hiên bắt đầu từ một bên gào thét mà qua chẳng lẽ hắn nhớ khi ta rời đi phương vị đây là đang tìm ta tiêu viêm dừng một chút phía trước còn hơi nghi ngờ ngọc hiên là đang làm gì nhưng bây giờ có thể rõ ràng suy đoán tiêu viêm nhìn xem đi sang ngọc hiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lạnh phàm tinh tiếp đó khóe miệng chậm rãi dương lên hắn cẩn thận như vậy nghĩ đến thần tôn chi huyết đã thành tất nhiên hắn thông minh như vậy vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh tiêu viêm cười cười tiếp đó nhẹ nhàng vỗ băng uẩn thỏ đi đi địa tâm tiêu viêm nói băng uẩn thỏ bất đắc dĩ run run người tràn đầy ghét bỏ vẫn như cũ chỉ có thể nghe theo tiêu viêm mệnh lệnh lướt về phía lạnh phàm tinh địa tâm bên trong xuyên qua hóa thành biển sâu mặt đất dùng tốc độ cực nhanh liền đi tới lạnh phàm tinh địa tâm bên trong chiếu vào tiêu viêm mi mắt không còn là phía trước ngưng kết ở phía dưới một bãi nguyên thần huyết dịch bây giờ hóa thành một vài mười trượng kim sắc huyết cầu lơ lửng tại địa tâm bên trong nhìn xem viên này kim sắc huyết cầu tiêu viêm bản tôn mặc dù không phải nguyên thần huyết mạch nhưng trong đó tản mát ra khí huyết ba động cũng làm cho tiêu viêm bản tôn một hồi nhiệt huyết sôi trào trong mắt càng là tóe ra ánh sáng nóng bỏng hắc hắc đa tạ mà cùng lúc đó ở xa lạnh phàm tinh bên ngoài đã là có một chút khoảng cách trong hư không có một ngôi sao ngọc hiên huyền lập ở nơi này ngôi sao thần chi bên trên ánh mắt ngưng thị phía dưới lộ ra nụ cười hài lòng thở vào một hơi ở giữa tựa hồ nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng để xuống quả nhiên đi xem ra hắn là thật không có phát hiện manh mối lần này liền có thể yên tâm sẽ đi hấp thu ta thần tôn chi máu cỗ này nguyên thần phân thân đã là không cách nào tiếp tục đột phá chỉ cần lấy được cái này thần tôn chi huyết tại thôn phệ đầy đủ tinh thần chi lực liền có thể đột phá tổ cảnh nguyên thần tuy tổ cảnh đấu thần hoặc giả còn là không cách nào chống lại nữ đế nhưng ít ra có cùng nàng đứng thẳng nói chuyện quyền hạn hơn nữa nữ đế đã là nỏ mạnh hết đà quyền âm chân giới số một đều là của ta ngọc hiên lúc này ở vào ngôi sao này cái nào đó trong thành trì lại tại qua lại không dứt trong bể người ngọc hiên lên tiếng cuồng tiếu bốn phía vô số đi ngang qua đám người quang tới ánh mắt cổ quái không đợi những người này nghi hoặc ngọc hiên bàn chân mãnh mà đạp mạnh toàn bộ thành trì cũng là bỗng nhiên chấn động, từ khác chỗ đạp trong phạm vi, mấy trăm trượng, toàn bộ bị cái này dư chấn đánh thành bọt máu, không một thoát khỏi thi cốt không còn lại. Thành trì lõm xuống một cái hố to, Ngọc Hiên nhưng là hóa thành trường hồng thẳng đến hư không mà đi, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về lạnh phàm tinh lao đi. Lạnh phàm tinh, kim sắc huyết cầu bên trong, lúc này một thân ảnh hình chữ đại bày ra, vô số kim sắc huyết dịch bắt đầu lưu truyền. Huyết dịch cũng sẽ không trực tiếp để thăng nguyên thần phân thân thực lực, chỉ là có thần tôn chi huyết hậu nguyên thần phân thân thực lực thượng hạn cũng sẽ không bởi vậy huyết khí vấn đề mà dừng lại bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay tiêu viêm nghe nói ngọc hiên nói đến lúc còn đang vì này mà phiền não trong lòng suy tư tự có ba cái hỏa diễm trì tâm ngược lại là có thể dùng đoán huyết lại không nghĩ rằng vậy mà ngọc hiên chuẩn bị cho hắn đại lãnh này tiêu viêm bản tôn ngồi xếp bằng ở một bên kim sắc huyết cầu chính giữa thân ảnh nhưng là tiêu viêm nguyên thần phân thân nhìn muốn đem những huyết dịch này hoàn toàn hấp thu vẫn còn cần hao phí một chút thời gian tính toán thời gian ngọc hiên cũng nhanh ấy trở về tiêu viêm lẩm bẩm nói bất quá khi ánh mắt của hắn bên trong đều là bình đạm dù sao nữ đế còn rúc vào trong ngực của hắn tiêu viêm mới có thể như thế đạm định tự nhiên lại qua một nén nhang phía sau ngọc hiên thân ảnh cũng không có như tiêu viêm ngờ tới như vậy xuất hiện tiêu viêm linh hồn chi lực tràn ra bốn phía địa tâm cũng không khí tức tiến vào trong lúc nhất thời ngọc hiên chưa có trở về ngược lại để tiêu viêm cảm thấy có chút cổ quái nhưng kỳ thật ngọc hiên đã sớm về tới lạnh phàm tinh chỉ bất quá hắn lơ lửng tại lạnh phàm tinh bầu trời trong tay xuất hiện hơn 10.000 đạo phù văn tại lạnh phàm tinh giữa không chung cách cực lớn cấm chế cấm chế này tên là cửu cửu 18 thiên cháo chỉ có thể ra không thể vào mặc dù bốn phía hư không ta đều đã hết khả năng tìm tòi một lần nhưng cũng không bài trừ gã sai vặt kia ẩn nấp tại một chỗ việc đã đến nước này lại cẩn thận một chút thì tốt hơn suy nghĩ một chút ta thần tôn chi huyết bây giờ cũng đã hoàn toàn chín muồi chờ ta làm tốt hết thảy bố trí, lại đi hấp thu cũng không muộn. Ngọc Hiên từng tờ từng tờ phù văn không ngừng kết xuất ấn ký trên không trung tản ra, cẩn thận ánh mắt đánh giá chung quanh, cũng không phát hiện có bất kỳ khí tức khác thường, địa tâm ở trong cũng là không có khí tức khác thường truyền ra, cho nên Ngọc Hiên mới cũng không gấp gáp. Người này cũng là cẩn thận, vậy mà lưu lại mười mấy hồn ấn, cũng may là viện nhi phát hiện đem hắn xóa đi, bằng không chạm đến huyết cầu hắn liền sẽ phát hiện. Tiêu viêm vừa cười vừa nói, Ngọc Hiên lúc rời đi, ở đây sớm đã bố trí xuống trận pháp, càng hòa lưu lại đầy đủ yên tâm ấn ký số lượng, có người tới liền sẽ đụng vào ấn ký, hắn cũng sẽ biết được. Bất quá nữ đế nhưng là khi tiến vào nơi đây thời điểm đã phất tay đem hắn tất cả ấn ký toàn bộ bài trừ, nhưng ấn ký không có tiêu tan, dạng này Ngọc Hiên thì sẽ không phát hiện đã có người tiến vào. Theo thời gian trôi qua, mười mấy trượng kim sắc huyết cầu đã hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, cơ hồ có tám thành thần tôn chi huyết đều bị tiêu viêm nguyên thần phân thân hấp thu, bây giờ nguyên thần phân thân ni tâm chỗ tinh ấn lấp lóe nguyên bản chỉ có hai ngôi sao ấn bây giờ viên thứ ba chậm rãi hiện lên không bao lâu viên thứ tư cũng theo sát lấy nổi lên viên thứ năm đi theo như ẩn như hiện dần dần ngưng kết nguyên thần phân thân khí huyết tăng vọt đây là ẩn chứa đang giận huyết chi bên trong tinh thần chi lực rõ ràng lệnh cái này thánh tôn chi huyết tiến hóa đến thần tôn chi huyết ngọc hiên bỏ ra không nhỏ cố gắng càng lạc không biết dùng bao nhiêu tinh thần chi lực bồi dưỡng tiêu viêm cảm giác được thể nội sôi trào tiên huyết nhưng mà loại tình huống này lại không phải tiêu viêm muốn so với không ngừng kéo lên dung nhập máu thịt bên trong khí huyết, tiêu viêm nhưng là không ngừng đi áp chế, khiến cho bàng bạc tinh thần chi lực ẩn chứa tại khí huyết ở trong, tạm thời không có tiếp tục dung nhập huyết nhục, bởi vì giờ khác này nguyên thần phân thân mi tâm chỗ viên thứ năm tinh thần đã bỗng nhiên ngừng kết, cũng không phải tiêu viêm không muốn lại tiếp tục nhường nguyên thần phân thân trở nên mạnh mẽ, nhưng nếu tiêu viêm không đi áp chế khí huyết ở trong ẩn chứa tinh thần chi lực, nguyên thần phân thân hoàn toàn có khả năng đột phá tới lục tinh thậm chí thất tinh nguyên thần. Tiêu viêm bản tôn mặc dù đột phá tới đế chi bất hủ, nhưng thực lực như cũ còn dừng lại ở bước đầu tiên. Nguyên thần phân thân nếu là đột phá tới lục tinh, e rằng tiêu viêm cũng chỉ có thể đem hán phong ấn tại tử thần hư linh tháp ở trong. Thực lực sai biệt và tập tôn chênh lệch quá lớn, một khi mất khống chế liền sẽ vô cùng phiền phức. Phía trước tại vực sâu cực địa ở trong chính là xuất hiện qua một lần, nếu không phải có băng ẩn thố tướng áp chế. Sợ rằng phải tìm về cũng là một việc khó, hơn nữa thất khống chỉ phía sau liền không thể vì tiêu viêm sử dụng, quá mạnh thực lực lợi bất cập hại nhưng ẩn chứa tại huyết dịch chính giữa tinh thần chi lực bị tiêu viêm áp chế xuống, hơn nữa cũng không tính khó khăn, tinh thần chi lực cực kỳ tinh thuần, lại không có bất kỳ cái gì sao động, cho nên có thể vô cùng an bình tại nguyên thần phân thân thể nội. Ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực trong lúc nhất thời tiêu viêm liền không cần lại đi tìm tinh thần, huyết dịch ở trong ẩn chứa liền đầy đủ đột phá tới lục tinh thậm chí thất tính nguyên thần, kim sắc huyết cầu cấp tốc thu nhỏ, ngừng kết tại nguyên thần phân thân trước ngực, theo nguyên thần phân thân thất hiếu không ngừng chui vào, tơ lụa như suối tựa hồ chính là chế tạo dương đồng dạng rầm 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 nhưng vào lúc này chuyển đến chấn động tiếng oanh minh tiêu viêm bản tôn ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới cuối cùng trở về rồi sao tiêu viêm thì thào mở miệng khóe miệng cũng là hơi hơi dương lên rất xa càng là nghe được tựa hồ đến từ ngọc hiên tiếng cuồng tiếu chờ lão tử đem nhục thân đột phá đến tổ cảnh nguyên thần liền có thể tay đẩy gã sai vặt kia còn có thể chấn áp nữ đế bộ thân thể này còn chưa bao giờ hưởng qua cá nước thân mật đến lúc đó liền lấy nữ đến mở bao, cách mặt đất vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, ta theo thứ tự bày ra cấm chế trận pháp, bảo đảm không có sơ hở nào, coi như gã sai vặt kia xông đến, cũng có thể ngăn cản một hai, coi như không thể ngăn cản một hai, ta chuẩn bị đại đa di trận, đánh không ngại lão tử chạy còn không được sao, không có sơ hở nào, không có sơ hở nào, lão tử cẩn thận như vậy, lần này ta còn không tin có thể xảy ra bất chắc gì, liền để ta tới đem cái này thần tôn chi huyết hấp thu trở thành thế gian còn sống sót tối cường nguyên thần âm thanh càng lúc càng gần nghe giống như là từ tiêu viêm đỉnh đầu truyền đến tiếp theo một cái chớp mắt bành một tiếng một thân ảnh phá đất mà lên xông vào địa tâm bên trong toàn thân tản ra kim quang tựa hồ cao hướng phi thường mà đạo thân ảnh không nghiêng lệch xuất hiện ở băng ẩn thỏ phía trước cùng tiêu viêm bốn mắt nhìn nhau cái kia cuồng tiếu gương mặt mãnh trì trệ thật giống như bắp thịt trên mặt bị người hung hăng đánh một quyền đồng dạng cứng ngắc giống như tảng đá đồng dạng không nhúc nhích tiền bối đây là đi nơi nào còn có một số liên quan tới nguyên thần vấn đề không hiểu rõ dự định hỏi lại hỏi một chút tiền bối tiêu viêm vừa cười vừa nói ngọc hiên nhìn xem tiêu viêm mỉm cười khuôn mặt trái tim giống như bị một tay nắm gắt cao nắm được đồng dạng nhưng hắn có một loại cảm giác hít thở không thông hắn không có trả lời tiêu viêm vấn đề mà là mãnh mà quay đầu nhìn về phía hắn thần tôn huyết dịch vị trí nhưng mà kim sắc huyết cầu đã còn dư cuối cùng một tia bây giờ đúng lúc ngọc hiên nhìn tận mắt cuối cùng một tia thần tôn chi huyết theo nguyên thần phân thân hơi thở đều hút vào trong cơ thể người 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 đây là ý gì thần tôn chi huyết ta hao phí mấy ngàn năm bồi dưỡng đây là ta thần tôn chi huyết a ngọc hiên cuối cùng không kềm được lập tức chính là lớn tiếng quát lớn người một khi kích động thời điểm huyết dịch liền sẽ sung lên đầu chỉ thấy ngọc hiên từ cổ tĩnh mạch phún trương cả khuôn mặt hoàn toàn đỏ ngầu phải không ta còn tưởng rằng đây là tiền bối hấp thu còn dư lại thực sự là ngượng ngùng cái kia đã bị ta hấp thu bằng không tiền bối một lần nữa bồi dưỡng như thế nào tiêu viêm gãi đầu một cái một mặt vô tội đói Ngọc Hiên nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ răng đều muốn bị hắn vỡ nát đồng dạng, cả người cơ bắp đều ở đây điên cuồng run rẩy, hắn không có nói nhảm mà là mãnh xoay người hướng thẳng đến nguyên thần phân thân lao đi, chỉ cần mạt sát nguyên thần phân thân, liền có thể đem hắn thần tôn chi huyết rút ra, nhưng thần tôn chi huyết đã nhận tiêu viêm nguyên thần phân thân huyết nhục, Ngọc Hiên coi như là đi, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, Ngọc Hiên cánh tay nhô ra, năm ngón tay thành chảo, thẳng đến tiêu viêm nguyên thần phân thân trái tim chỗ, nhưng mà Ngọc Hiên thân hình như là bỗng nhiên dừng lại, năm ngón tay đã cơ hồ chạm đến nguyên thần phân thân quần áo khoảng cách trái tim bất quá chỉ kém tầng cuối cùng huyết nhục lý đế người nếu lại ra tay ngăn cản đừng trách ta vô tình ngọc hiên đồng lỗ đột nhiên co lại trong mắt hung quang trượt hiện trên mặt hiển thị rõ điên cuồng nữ đế ngoảnh mặt làm ngơ ngược lại là ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc vô số khí huyết từ ngọc hiên thể nội điên cuồng tuôn ra sinh cơ đại lượng trôi qua ở tại trước mặt không ngừng ngưng kết hóa thành một cái màu vàng huyết cầu ngọc hiên mi tâm chỗ tám quả tinh ấn liên tiếp ám đạm, thực lực rất nhanh liền rơi xuống đến ngũ tinh, nguyên thần thực lực cùng hắn khí huyết có trực tiếp liên quan, không có khí huyết thực lực liền sẽ trên diện rộng rơi xuống, ngươi vì sao muốn lật lọng? Vì cái gì? Ngọc Hiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, tiền bối thật đúng là chuyên nghiệp, biết được diễn trò phải làm toàn bộ, chúng ta quen biết, đúng không? Tiêu Viêm đôi mắt hơi hơi nheo lại, trên khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt trong nháy mắt nhường Ngọc Hiên yên lặng, ngươi ở đây nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngọc Hiên dừng một chút, sau đó tiếp tục bảo trì nộ khí hướng về phía tiêu viêm quát tốt a à, như vậy có thể là ta nhận lầm tiêu viêm nhếch miệng đã nhận sai vì sao còn phải thiết kế đoàn người khác tạo hóa dạng này tạo hóa ngươi cầm an tâm sao ngọc khiên mặt mũi tràn đầy lửa giận tiêu viêm thì trái lại bình đạm vô cùng bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh chiêu túc chuyện hay tiền bối kia trộm đổi ta nguyên thần phân thân chi huyết lại mở miệng nói những cái kia gà ta ngữ điệu ta nguyên thần phân thân chỉ sợ không phải phàm tôn chi huyết càng cũng không phải thánh tôn chi huyết hẳn là vẫn luôn là thần tôn chi huyết a à. đối mặt tràn đầy lửa giận ngọc hiên tiêu viêm ánh mắt bình đạm như nước giếng sừng dưng ở giữa lại có một loại cảm giác thâm bất khả chắc hắn sớm tại một lần nữa phải trở về nguyên thần phân thân một cái chớp mắt liền phát giác khí huyết lên khác thường phía trước không có tương đối tiêu viêm cũng không biết mình nguyên thần phân thân là cái gì cấp độ có thể si di linh hồn năm lần bảy lượt lại không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt nhất định là cỗ này nguyên thần phân thân có giá trị không nhỏ hơn nữa dựa theo tiêu viêm ngờ tới nếu như ngọc hiên cũng là si di si linh hồn như vậy theo lý mà nói ngọc hiên đã đạt đến bát tinh nguyên thần hoàn toàn không cần thiết không tiếc giá cao đến cướp đoạt thậm chí ở đây cũng đều không có buông tha tiêu viêm vẫn như cụ muốn đoạt lại tiêu viêm nguyên thần phân thân tóm lại hết thảy chính là đủ để đã chứng minh tiêu viêm ngờ tới tăng thêm một lần nữa phải trở về nguyên thần phân thân cùng phía trước cảm thụ lên tranh lệch một chút liền để tiêu viêm phát giác ngọc hiên có vấn đề vực sâu cực địa bên trong tiền bối đều chưa từng từ bỏ e rằng chính là bởi vì này huyết bồi dưỡng tuy lâu nhưng mặc cho những không pháp đột phá đến thần tôn chi huyết A. À, ta nói đúng không? Si Di tiền bối, tiêu viêm cười, kỳ thực tại thời khắc này hán đều vẫn như cũ không cách nào xác nhận Ngọc Hiên đến cùng có phải hay không si Di. nói như thế chính là đang cố ý đi lừa dối Ngọc Hiên. Ngọc Hiên lửa giận trong nháy mắt tán đi, trên mặt biểu tình tức giận cơ hồ lập tức trở nên lạnh lùng, có thể về mặt tâm cảnh biến ảo lần này cực lớn, chứng minh trước đây hết thảy cảm xúc cũng là giả vờ, ta bây giờ chỉ muốn biết được, đến tột cùng là lúc nào bại lộ ngọc hiên cười lạnh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tiêu viêm tiền bối hẳn là biết được tiêu viêm trả lời nhưng đây là biện pháp duy nhất kỳ thực ta sớm đã từ bỏ người nguyên thần phân thân ta si di nhận thua còn không được sao nhưng vì sao vì cái gì ta đều đã bỏ đi dự định hao phí thời gian chậm rãi đi bồi dưỡng thần tôn chi huyết ngươi lại tại lúc này xuất hiện cho nên ngươi là cố ý đúng không ngọc hiên bây giờ trong ánh mắt lóe lên thần sắc ẩn chứa đã không phải điên cuồng mà là điên cuồng nói như vậy chúng ta vẫn là rất hữu duyên không phải sao tiêu viêm cười cười Ngọc khiên nhìn xem tiêu viêm trong mắt điên cuồng lại bỗng nhiên tiêu tan liên tục ba lần thua ở tiêu viêm trong tay nhất định chính là khắc tinh của nó không thể nghi ngờ ta chịu thua có thể chứ thần tôn chi huyết về ngươi nguyên thần phân thân cũng đều về ngươi có thể hay không buông tha ta đây cỗ phân thân ngao Hiên cười khổ một tiếng nó thật sự bị tiêu viêm áp chế không có một điểm tính khí nữ đến nhìn xem đối với tiêu viêm cúi đầu xuống di di cũng là che miệng cười khẽ thực sự là không thể tưởng tượng nổi nghe nói si di nhất tộc không chỉ có kiêu căng khinh người hơn nữa có thủ tất báo chịu thua hai chữ như thế nào từ trong miệng nói ra phu quân ta cảm thấy người này có bẫy phải giết nữ đế không mở miệng thì lại lấy cái này mới mở miệng trực tiếp sẽ phải si di mạng già càng chết là tiêu viêm phụ họa nữ đế ánh mắt nhìn ngọc hiên lúc nghiêm túc gật đầu một cái si di linh hồn quá mức xảo trá hơn nữa nắm giữ cỗ này bát tinh nguyên thần đợi một thời gian vạn nhất thật sự để cho thu được tạo hóa đến lúc đó lại xuất hiện ở sau lưng thùng tiêu viêm một đao cũng không phải là không thể được lưu sau đó mắc không bằng giết tiêu viêm cũng đồng dạng là muốn như vậy si di linh hồn giữ lại không được huống chi hắn còn nắm giữ một bộ nguyên thần này đối tiêu viêm tới nói phải không tiểu nhân uy hiếp đừng 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 cỗ này phân thân nếu ta lại rớt lời nói ta đem không cách nào trọng ngưng chủ hồn ta đều nhận thua thực sự không được ta tặng ngươi hồn huyết ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng trả thù ta thật sự nhận thua nha. Si linh hồn lúc này thật không cách nào chuyển động, nhìn bộ dáng còn kém không có khóc thành tiếng cho tiêu viêm quỳ xuống. Đối mặt CG cầu xin tha thứ, nữ đế ánh mắt rơi vào tiêu viêm trên thân, lựa chọn quyền nàng vẫn luôn rào tại tiêu viêm trong tay. Tiêu viêm ánh mắt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể nói, lưu hắn ngược lại sẽ cho mình tiềm ẩn chế tạo ra phiền toái cực lớn, đem hắn gạt bỏ là lựa chọn tốt nhất. Giết à, tiêu viêm nhẹ nói, nữ đế khẽ gật đầu một cái chính là chuẩn bị động thủ triệt để mà sát nó, các loại, ta nhận ngươi làm chủ nhân, còn không được đi, ngươi đêm người linh không nhắc nhở ngài, xem xong nhớ kỹ cất giữ, nhận ta làm chủ nhân, ngươi, tin được không, tiêu viêm nghe vậy khịt mũi nở nụ cười, đến nỗi si di linh hồn lời nói, bộ thân thể này như hủy liền không cách nào trọng ngưng chủ hôn loại này ngôn từ, ngược lại tiêu viêm phải không đại tướng tin, thật sự, ta có thể dâng ra hồn huyết, nếu có bất luận cái gì ngỗ nghịch chi tâm, lại giết ta cũng không muộn. Si Di linh hồn cùng kích động mà oán giận, nó cũng tại tiêu viêm trong tay ăn qua hai lần thiệt thòi, tiêu viêm nhiều thay đổi tính tình để nó không cách nào nắm giữ, nhưng có một chút, người hay là đủ hung ác, đặc biệt là đối với hắn tồn tại uy hiếp giả, tiêu viêm sẽ không hưu tình, một bộ phân thân hồn huyết mà thôi, tiền bối chắc có rất nhiều phân thân a, à, đem ngươi mang lên chẳng phải là bại lộ vị trí của ta, vạn nhất khác phân thân đến đây đánh lén, ngươi nói, ta nên làm thế nào cho phải, tiêu viêm nhéo cả một cái, đôi mắt híp lại đánh giá Ngọc Hiên tăng thêm lần này. Tiêu viêm gặp CG linh hồn ba lần, hơn nữa còn là cùng một cái CG linh hồn, tại huyền âm chân giới còn ẩn tàng một cái mạnh mẽ như vậy phân thân, không có khả năng bài trừ ở thần hy phải chăng cũng có phân thân, thậm chí là so bát tinh nguyên thần đều phải cường đại hơn phân thân, cho nên mới sẽ ở đây nhận chủ bảo toàn nguyên thần phân thân, ngài cũng đừng bảo ta tiền bối, này cũng gặp phải lần thứ ba, ta gọi ngài một tiếng tiền bối A, bằng không ta bánh ngài làm thầy, chỉ cần không giết ta, tiền bối ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó vừa vặn rất tốt ngọc hiên bộ dáng đáng thương kia sắp khóc đi ra như tiêu viêm khăng khăng muốn giết hắn nữ đế chỉ cần động động ngón tay vấn đề một cái bát tinh nguyên thần tay chân nếu là ở bây giờ đem hắn xóa bỏ thật là có chút đáng tiếc huống chi kế tiếp tiêu viêm sẽ đối mặt dạng gì tình cảnh hắn cũng không biết bây giờ trong tay có chiến lược đến từ hai nơi từ thần hư linh tháp linh khư cùng chín mắt thần hồ lô trong hai cái cũng là sâu không lường được tồn tại chín mắt thần hồ lô bên trong các tiền bối không cần nghĩ bọn họ đều là có chỗ giữ lại hơn nữa cho đến nay, tiêu viêm cũng không biết bọn hắn thực lực chân chính rốt cuộc là cảnh giới gì, chín mắt thần hồ lô bên trong hết thảy có chín thân ảnh, bây giờ tăng thêm mới hiện thân ra từ linh thần, xuất hiện hết thảy sáu vị, mà còn có ba vị không có hiện thân, từ tiêu viêm lấy được đồ sách nhìn lại, đằng sau ba vị thân hình, nhìn không giống hình người, không biết là mình mông thế giới đã từng cường đại cỡ nào tồn tại, đến nỗi linh khư bên trong tồn tại, đội tình đều không thể đánh giá, bọn chúng đợi một thời gian cũng có thể trở thành tiêu viêm cường đại chiến lực. Đương nhiên, cửu anh cũng tốt, mà thiên thú cũng được, mấy vị đoán chừng đều có điều dấu diếm, tăng thêm hết thảy, nếu là toàn bộ ra dưới tình huống. Tiêu viêm kỳ thực bản thân đã mang theo phi thường cường đại một đám thế lực, chỉ bất quá tại đã trải qua cùng Thái Hư một trận chiến phía sau, tiêu viêm minh bạch coi như tăng thêm mình tất cả, chỉ sợ cũng không cách nào đối mặt chân chính đến từ Thái Hư thế giới xung kích. Tiêu viêm chưa bao giờ đánh giá cao qua chính mình, nhìn qua hỏng mất mênh mông, cùng với tai kiếp cảnh ở trong trở thành tôn thượng phía sau đoán gặp hết thầy. Điều không phải là thực lực bây giờ của mình có thể đối kháng, ít nhất còn còn không cách nào đối mặt so đế chi bất hủ cường đại hơn thần chi bất hủ. Viện Nhi có thể có cái gì biện pháp sao? Tiêu viêm quay đầu nhìn về phía nữ đế, đồng dạng không phải tiêu viêm mở miệng, nữ đế thì sẽ không can thiệp tiêu viêm làm ra bất luận cái gì lựa chọn, bởi vì hết thảy lựa chọn cũng là thuộc về tiêu viêm mình khí vận cùng nhân quả. Nữ đế hết khả năng không đi làm liên quan chính là cách làm chính xác nhất. Cái này đơn giản, đem hắn linh hồn cấm chế, luyện thành khôi lỗi liền tốt. Nữ đế mở miệng cười, nghe được câu này ngọc hiên sắc mặt kia cơ hồ trong nháy mắt biến thành thanh sắc trong lòng tự nhủ đây là cái gì chú ý ngu ngốc a à? trời giết tiêu viêm không biết là si di linh hồn đã là âm thầm quyết định cô này phân thân chết sống không trọng yếu nó cũng không có ý định báo thù chỉ cần không để cho hắn phân thân gặp phải tên sát tình này chính là vạn hạnh ý của người như nào tiêu viêm nhìn về phía ngọc hiên vẻ mặt thành thật vấn đạo ta có cơ hội lựa chọn sao si di linh hồn cười khổ nói hẳn là không tiêu viêm cười nói si linh hồn một mặt mấp đắng dưới mắt thần tôn chi huyết bị cướp không nói, còn đem mình đều bỏ vào, tức giận hắn bây giờ cảm giác linh hồn đều có quắc một dạng đau, nhìn xem Ngọc Hiên, tiêu viêm bỗng nhiên trong mắt tinh măng lóe lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, đáng chết, cái thằng này lại muốn làm cái gì, nhìn thấy tiêu viêm biểu lộ, Ngọc Hiên chấn động trong lòng, tựa hồ có một loại cực kỳ dự cảm bất tường, có thể sẽ phát sinh so với bị luyện thành khôi lỗi còn muốn chuyện càng kinh khủng hơn, chúng ta hợp tác à. Bất quá trước đó ta muốn hỏi hỏi tiền bối hết thầy có bao nhiêu cỗ phân thân tiêu viêm một miệng hỏi không có ngọc hiên cắn răng trả lời nó bây giờ không biết tiêu viêm đang tính toán cái gì nhưng chắc đúng nó không có nửa phần lợi ích bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kinh chiêu túc chuyện hay tính toán không muốn hợp tác lưu linh hồn ngươi cũng là vô dụng trực tiếp biến mất lại đem hắn luyện thành khôi lỗi tốt hơn tiêu viêm ánh mắt trong nháy mắt lạnh nhạt bốn phía nhiệt độ phảng phất đều chợt hạ xuống mấy phần mấy chục cỗ nhưng thực lực đều rất đồng dạng ngọc hiên vội vàng lớn tiếng nói trong lòng không biết mắng tiêu viêm bao nhiêu câu, nhưng người ở dưới mái hiên, nhưng là một chút biện pháp cũng không có, là lời thật sao, tiêu viêm cũng không gặp gáp, si di linh hồn nói không chừng có thể trở thành một tai hàng hiệu. Tại tiêu viêm uy hiếp phía dưới, si di linh hồn liền nửa câu lời vớ vẫn đều bị xem thấu đồng dạng, hết thầy 98 cỗ, nguyên bản vừa mới 100. Bị ngươi. Hụ hụ. Si di linh hồn trong lòng có oán, nhưng ở bây giờ lại chỉ có thể nín, nước khí đều lộ ra hèn mọn đáng thương nhớ kỹ siji người nhất định muốn nhớ kỹ hôm nay một khi xoay người nhất định phải để cho trả giá một ngàn lần gấp một vạn lần đánh đổi siji trong lòng gầm thét trên mặt điểm đạm đáng yêu trong nội tâm nhưng là oán khí ngập trời cái này 98 của chỗ này nào tiêu viêm tiếp tục vấn đạo hắn tự nhiên biết được bây giờ siji linh hồn đáng thương bộ sáng bất quá là hán giả vờ thôi có thể tồn tại như thế xa xưa tuế nguyệt cũng không phải một cái bình thường đồ chơi trừ thiên thế giới đều có chỉ bất quá có chút phân thân cơ hồ tàn phế không có giá trị gì si di linh hồn dùng đến tức hận giọng kỳ thực trong lòng nhưng là hử lạnh quả nhiên cái thằng này đang mơ ước chính mình càng nhiều phân thân đáng giận lại lòng tham không tệ đã như vậy ta có thể cùng ngươi hợp tác chỉ cần ngươi đồng ý một vạn năm phía sau ta liền phóng ngươi tự do tiêu viêm cười gật gật đầu hắn không có quan tâm si di linh hồn nửa câu sau trừ thiên thế giới đều có đây cũng là tiêu viêm thầm nghĩ muốn nghe đến đáp án si di linh hồn nghe vậy chính là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt nghiêm túc lại tràn ngập chất vấn. Ta không tin, si di linh hồn trầm mặc nửa ngày hồi đáp, người cỗ này phân thân, ta muốn linh hồn của ta chiếm bảy thành, nhưng quyền chủ đạo vẫn như cũ về ngươi, vì ta chiến vạn năm, ta hứa ngươi tự do. Tiêu viêm không để ý đến nhìn có chiếc bốc đồng si di linh hồn, mà nói thẳng ra điều kiện của mình. Tiêu viêm thoại âm rơi xuống, đoạt xá chi lực chính là hướng về Ngọc Hiên bao phủ tới, nếu có nửa điểm ý phản kháng, ta liền biến mất linh hồn của ngươi. Tiêu viêm tiếng nói lập tức truyền ra, Phi, nhất định chính là không biết xấu hổ cường đạo. Xi si di linh hồn trong lòng chửi rộ đạo, nó căn bản không có đáp ứng. Đây coi là người sai vặt kia hợp tác, nhất định chính là ép mua ép bán. Bây giờ nghĩ lại chính mình. Vậy đơn giản cũng không tính là là một cái người xấu đối mặt tiêu viêm cái này, phu lý yêu cầu. Xi si di linh hồn nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tại tiêu viêm đoạt xá thời điểm không có bất kỳ cái gì phản kháng, tiêu viêm linh hồn chiếm giữ bảy thành. Khi thực liền đã có ngọc hiên cỗ này nguyên thần phân thân quyền chủ đạo thậm chí so hồn huyết đối với cg si linh hồn uy hiếp lớn hơn nữa đương nhiên ngoại trừ chiếm giữ bảy thành bên ngoài tiêu viêm đồng thời nhường nữ đế đối với cg si linh hồn xuống một đạo cấm chế mà cấm chế có thể trực tiếp phá hủy linh hồn cơ hồ là đồng thời cho cg si linh hồn khoác lên còng tay vòng chân một mực khóa kín chỉ cần nó xuất hiện bất luận cái gì ngỗ nghịch chi tâm tiêu viêm cũng có thể tùy thời đem hắn linh hồn gạt bỏ hơn nữa chiếm giữ cái này cũng nguyên thần nhục thân Xì di linh hồn nếu muốn cỗ này bát tinh nguyên thần phân thân sống sót tiếp, hắn chỉ có thể nghe lệnh của tiêu viêm, một vạn năm liền một vạn năm, vậy ta vì ngươi chiến một vạn năm, hy vọng ngươi không nên lật lọng. Quân vô hí ngôn, Si di linh hồn nhìn như cắn răng một cái phẫn nộ quát, kỳ thực bên trên những lời này là chính nó tìm cho mình một cái hạ bậc thang, nhìn tình huống, tiêu viêm rừng xương trả lời, Si di linh hồn toàn bộ lại lần nữa cứng đờ, mới vừa hứa hẹn một chút tác dụng không có, Si di linh hồn chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nhục nhã nhưng nó không biết được chính là tiêu viêm đối với nó dày vò vừa mới bắt đầu bất quá đối với mắt trò tơi nói đó chính là một kiện đáng giá cực kỳ khoái lạc sự tình bởi vì tiêu viêm bên cạnh nó không còn là duy nhất oan đại đầu bây giờ có người thứ hai có thể khi dạy đối tượng đương nhiên là có cái này một vạn năm còn phải nhìn ngươi biểu hiện như thế nào tiêu viêm cười nói chèn ép đã không sai biệt lắm cuối cùng này cũng nên cho nó một điểm hy vọng trời chính là một cái tâm lý chiến nữ đế ở hậu phương che miệng cười khẽ trong mắt đẹp phản chiếu lấy tiêu viêm bóng lưng phảng phất đã từng là cái bóng đường kia cơ hồ giống nhau như đúc cho tới thời khắc này si linh hồn thế nhưng là một chút cũng cười không nổi tức sạm mặt lại khó khăn bày tỏ bây giờ cảm thụ trong lòng mà liền tại lúc này tiêu viêm nạp dưới phía trên truyền ra một đạo lam quang, giữa lam quang ẩn chứa đến từ mắt chó tin tức tràn vào tiêu viêm trong đầu là một nhóm lớn tin tức làm cho tiêu viêm cảm giác hoa mắt vắng đầu phút vuốt mi tâm phức tạp tin tức tổng kết xuống kỳ thực vô cùng đơn giản đáng giết ngàn đao cứu mạng. tiêu viêm trong lòng thở dài một hơi không biết được mắt chó lại tại trời hoa dạng gì mặc dù coi như ngốc một chút kỳ thực mắt chó có lực lượng linh hồn phi thường cường đại cơ hồ khó có uy hiếp được sự hiện hữu của nó cứu mạng hẳn là cũng không tồn tại xem chừng sợ là gặp khó khăn gì là muốn tiêu viêm tiến đến trợ giúp nó nếu không như vậy không có khả năng chỉ là đơn giản truyền đến tin tức này bởi vì lúc trước mắt chó thông qua nạp giới bên trên lưu lại cấm chế có thể cùng tiêu viêm tiến hành giao lưu nhưng nó lại chỉ truyền đến đạo này tin tức tiêu viêm một mắt chính là sen thấu trong nháy mắt tiêu viêm linh hồn chính là thông qua đoạt xá chi lực chiếm cứ ngọc hiên nhục thân bảy thành nữ đế cong ngón búng ra linh hồn cấm chế chui vào si linh hồn chi bên trong si linh hồn hoàn toàn bị tiêu viêm nắm trong tay nữ đế cũng là đồng thời thu hồi đối với si linh hồn chấn áp cái sau khôi phục thẳng thân hình chỉ là trên mặt cũng lại không có phóng đã không kiềm chế được cuồng tiếu chết lạng giống như một khối mất đi vui sướng tảng đá bây giờ có thể trở về tiêu viêm nói nói xong chính là xếp bằng ở băng uẩn thỏ phần lưng CC thấy thế cũng là chuẩn bị ngồi trên tới, không ngờ vừa mới tới gần, băng ổn thỏ chính là phát ra trận trận gầm nhẹ uy hấp thanh âm, đi theo là được, nó cắn người ta có thể không xen vào. Tiêu Viêm nói, CC im lặng gật đầu một cái, một mặt khó chịu, chỉ thấy Nguyên Thần phân thân cùng Tiêu Viêm thân hình trùng điệp, chợt chính là giống như biến mất ở Tiêu Viêm cái bóng ở trong, loại dung hợp này phân thân chi thuật cũng không hiếm lạ, bởi vì này cũng là thuộc về bọn chúng nhất tộc đoạt xá chi lực ở trong có cảm thụ được đến từ tiêu viêm nguyên thần phân thân trong cơ thể bành trướng khí huyết, Xi Xi nghiến răng nghiến lợi, chính mình rõ ràng cẩn thận đến sự tình trạng như thế, sao liền rơi xuống kết quả như vậy. Cái này oán khí còn chỉ có thể đánh nát sang hướng về trong bụng nuốt, không dám giận cũng không dám lời, đến nỗi viên này lạnh phàm tinh đã triệt để mất đi tinh thần chi lực, nó sẽ tại không lâu sau đó biến thành phế tinh. Cái này, là nó số mệnh, lòng đất chuyển đến trầm muộn tiếng oanh minh, xông ra mặt đất phía sau nhưng là đại dương vô tận ngôi sao này hàn băng hóa thành biển thủy chém mất cơ hồ cả viên tinh cầu nhưng này cũng không trọng yếu bởi vì sau đó ở trên viên tinh cầu này sẽ không sinh ra hoặc tồn tại bất luận cái gì sinh linh sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian trường hồng sông ra mặt nước nhấc lên sóng lớn không có ngừng trệ hướng về hư không bỏ chạy mà ở lạnh phàm tinh bầu trời ngọc hiên bố trí công phu cường đại cấm chế nó tại băng uẩn thỏ hậu phương tâm tư khẽ động cấm chế toàn bộ triển khai ngọc hiên muốn nhìn một chút cấm chế của mình đến cùng có thể hay không ngăn cản tiêu về một chút chỉ thấy băng uẩn thỏ thân hình không có ngừng ngừng lại, đến nỗi nó bố trí xuống cấm chế giống như bọt biển, trong nháy mắt liền đều sụp đổ, giống như bao phủ tại toàn bộ lạnh phàm tinh bọt khí. Tại CG xem ra bực này trận pháp có đầy đủ tự tin, nhưng bây giờ, tựa hồ cũng không có trông thấy nữ đế ra tay, cái này bọt khí liền nổ tung lên, Ngọc Hiên hơi sửng sốt, mà lúc này tiêu viêm thanh âm nhưng là tại nó đãi lòng vang lên, đuổi kịp, tiêu viêm một tiếng này trực kích Ngọc Hiên tâm linh, cái sau lập tức bàn chân đạp mạnh vội vàng đi theo mà cùng lúc đó tại hoàn toàn u ám trong không gian nơi này tầm nhìn cực kỳ có hạn mơ hồ trong đó có một cái lam sắc quan điểm ở trong đó lấp lóe bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay đáng giết ngàn đao động thân hắn quả nhiên vẫn là quan tâm ta không đúng đáng giết ngàn đao di động phương hướng tại sao cùng ta cho hắn vị trí vừa vạn tương phản a ta liền biết hắn làm sao dạy tới cứu ta thực sự là hối hận lại còn ra tay giúp hắn ở nơi này u ám trong không gian lấp lánh lam quang thực sự là ở vào trong đó mắt chó, bốn phía dày đặc dây đỏ, ở tại trước mặt có một thân ảnh ngay tại mắt chó cách đó không xa, ha ha ha, không nghĩ tới thật đúng là đem người bắt lại, thân ảnh không đủ nửa mét, chậm rãi từ u ám ở trong tới gần mắt chó, tại mắt chó lam quang phía dưới, vẫn như cũng không cách nào thấy rõ bóng đen này, chỉ thấy hắn tới gần mắt chó, tiếp đó hóa thành một đạo hắc khí trong nháy mắt chui vào mắt chó thể nội, tròn trịa mắt chó toàn thân chấn động, trong mắt bên trong hắc khí chấp động, tiếp đó bắn ra bàng bạc lam quang, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ không gian xám xịt, toàn bộ trong không gian u ám quét sạch sành xanh, bốn phía nguyên bản không cách nào thấy rõ hết thảy, giờ khắc này ở lam quang phía dưới dần dần rõ ràng, lam quang đem chung quanh u ám xua tan, u ám phía dưới nguyên bản hư vô xuất hiện rậm rạp chằng chịt cấm chế, vô số cấm chế đan vào với nhau, hợp thành một cái bàng bạc minh mông đại trận, toàn bộ đại trận ở vào mắt chó chỗ ở phía dưới, ở nơi này đại trận phía dưới có một cái bóng đen to lớn cầu lũ ở trong đó. Nghe nói thế gian này có một đầu gọi đạt tịch thần thú, mắt là hồn chi bản nguyên biến thành, từng tại tôn thượng bên cạnh, lại bởi vì tôn thượng vẫn lạc, bộc theo chủ đi, đạt tịch vẫn diệt, nhưng làm hồn chi bản nguyên người lại sẽ không vẫn diệt. Hôm nay liền đón ngươi chỉ lực phá chủ ta chi cấm, phóng thích chủ ta, sau đó tự sẽ thả ngươi đi, phóng thích ngươi chủ, ngươi chủ lại ta không nhận biết, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi. Mắt chó mặc dù bị nhốt, nhưng tính khí một điểm không giảm, chính là giận dữ hết, tính khí cũng không nhỏ, nếu ngươi không muốn bài trừ cấm chế phóng thích chủ ta, như vậy thì vĩnh viễn cùng ta chủ bị cấm chế ở này a à. hắc khí lạnh rên một tiếng, chợt bắt đầu từ mắt chó mắt to bên trong phiêu nhiên mà ra, nó rõ ràng cũng không thể hoàn toàn khống chế mắt chó, muốn bài trừ nơi này cấm chế, trừ phi mắt chó cam tâm tình nguyện, bằng không không có khả năng bài trừ nơi đây cấm chế, nơi này cấm chế ta thế nào thấy có chức quen thuộc, mắt chó đánh giá bốn phía, nó tự hồ cũng không gấp gáp, vây ở chỗ này ngược lại cũng chết không được sớm bị tôn thượng phong ấn tại hán mắt trái ở trong liền vượt qua tuyên cổ tuế nguyệt đối với mắt chó loại tồn tại này tới nói định nhiều cũng liền cảm giác nhàm chán một chút tuế nguyệt bất quá lóe lên một cái rồi biến mất có thể mắt chó rõ ràng đi theo tiêu viêm phía sau trải qua vô cầu vô thúc thời gian nó cũng không muốn thời gian dài bị vây ở nơi đây cái kia không có lương tâm đáng giết ngàn đao sẽ không phải thật sự không tới cứu ta đi mắt chó lại lần nữa hướng tiêu viêm truyền đi cầu cứu tin tức nhưng nó vẫn như cũ cảm thấy tiêu viêm phương hướng vẫn là đi ngược lại, cũng không có hướng về nó vị trí tới gần. Xếp bằng ở băng uẩn thỏ trên lưng tiêu viêm, giơ bàn tay lên nhìn xem hiện ra lam quang nạp giới, lần nữa chuyển đến mắt chó cầu cứu, nhưng lần này tiêu viêm nhíu mày, có lẽ mắt chó thật sự gặp nguy hiểm. Nhưng tiêu viêm thực sự nghĩ không ra ở nơi này huyền âm chân giới lại còn có cái gì dạng tồn tại có thể uy hiếp được mắt chó, mặc dù bình thường mắt chó bị tiêu viêm áp chế nắm, có thể mắt chó triển lộ ra thực lực mỗi lần đều vô cùng kinh người, gặp cường tắc cường, cơ hồ không có không cách nào bài trừ cấm chế linh hồn sức mạnh không biết cường đại cỡ nào mới có thể như thế có thể làm cho tôn thượng đem hán phong ấn tại mắt trái ở trong linh tù tất nhiên không phải là phàm vật dạng này nó tại huyền âm chân giới bên trong không có khả năng tồn tại thiên địch mới đúng trừ phi bị người thiết kế phu quân có chuyện gì không nhìn xem biểu lộ hơi hơi biến ảo tiêu viêm nữ đế mở miệng dò hỏi không ngại đi trước xử lý những cái kia thái hương thần là a à, tiêu viêm lắc đầu tất nhiên mắt chó còn có thể phát ra lần thứ hai cầu cứu, chính là chứng minh nó sẽ không có nguy hiểm gì, hơn phân nửa là bị nhốt rồi mà thôi. Bởi vậy tiêu viêm vẫn là lựa chọn trở lại bất hủ hoang dã vị trí, trước đêm cái kia trăm con thái hư thần là tài nguyên xem có thể hay không thu vào từ thần hư linh tháp vạn linh nạp hải ở trong, đến nỗi mắt chó cuối cùng lại nói cũng không muộn. Chỉ tiết cái này trên trăm đầu thái hư thần là không có cách nào mang đi, số lượng như vậy thái hư thần là đồng thời bộc phát ra diệt hư trùng sáng cũng là khá cường đại, viện nhi, huyền âm chân giới có thể hay không còn có tồn tại cực kỳ cường đại tiêu viêm càng nghĩ hay là trước hỏi một chút nữ đế mặc dù mắt chó ồn ào một chút nhưng thực tế dọc theo đường đi đưa cho tiêu viêm trợ giúp không ít nhiều lắm là cũng liền dọa một cái nó cuối cùng vẫn muốn đi đem bắt chó tìm được sau đó mới rời đi phu quân lời nói nhân vật mạnh mẽ có thể nói rõ cụ thể hơn một chút sao nữ đế không hiểu nhìn về phía tiêu viêm cường đại cái từ này quá mức không rõ ràng huyền âm chân giới tuy không cách nào cùng thần hy so sánh được nhưng vẫn như cũ hình thành là một cái thế giới nữ đế cũng không khả năng đều biết được, trừ phi một chút đặc thù lại mình mạnh, có lẽ sẽ biết được, tôn thượng có từng ở đây lưu lại qua cái gì, hay là nói tôn thượng từng tại nơi này có qua địch nhân gì sao, tiêu viêm đổi một cái thuyết pháp, hắn không biết được mắt chó bây giờ gặp phải là cái gì nguy hiểm, chỉ có thể đi làm một cái đại khái ngờ tới, ân, để cho ta nghĩ tưởng tượng, từng có không thiếu, nhưng cơ bản đều bị giết, bất quá giống như cũng có một chút không giết chết tồn tại, nữ đế trong đôi mắt đẹp mắt lộ ra vẻ suy tư, không giết chết tồn tại tôn này bên trên là như thế nào suy trí tiêu viêm vấn đạo đoán chừng mắt chó chính là cùng nữ đế trong miệng lời nói cái này không giết chết tồn tại có quan hệ ta nhớ được tựa như là có khổng lồ cấm chế đại trận đem hán phong ấn nữ đế hồi đáp cụ thể phong ấn tồn tại là một cái cái gì tiêu viêm tiếp tục truy vấn đạo tôn thượng đều không cách nào đem hán gạt bỏ chỉ có thể đem hán phong ấn tiêu viêm cũng là hết sức tò mò đến tột cùng là cái quái gì vậy mà lại giết không chết chính là một cái ma vật mặc dù không cách nào giết chết chú ý chúng sinh trước kia cũng sắp lực lượng suy yếu đến chỉ còn lại có một phần mười có cấm chế cường đại phong ấn chỉ cần cấm chế không người phá giải này ma vật sẽ không chạy ra nói đến chỗ này ma vật trước kia chúng sinh còn đưa ta một cái tiểu đội nữ đế nói trong tay tia sáng lóe lên xuất hiện một cái cờ xí bất quá bây giờ nhìn cái này cờ xí hẳn không phải là chuẩn bị cho ta nữ đế cười đen cờ xí giao cho tiêu viêm trong tay này kỳ tên là chấn hồn phiên có thể hấp thu hồn phách ở bên trong ẩn dưỡng bên trong ngọc giản này là cờ này cách dùng đều cùng nhau giao cho ngươi tiêu viêm tiếp nhận trấn hồn phiên cùng ngọc giản linh hồn thăm dò vào ngọc giản bên trong cờ này có thể dùng ở trấn áp ma vật cũng có thể đem trấn áp ma vật thu vào trong đó tiêu viêm dây lát phía sau nhìn xem trong tay trấn hồn chậm rãi nói không cần suy nghĩ nhiều cờ này kỳ chính là tôn thượng vì cái này ma vật mà chuẩn bị tự hồ sớm đã ngờ tới hắn tất nhiên sẽ cùng cái này mang vật gặp nhau xem ra chúng sinh là muốn nhường cái này ma vật trở thành chiến lược của ngươi một trong nếu là có thể dùng cái này phiên đem hắn luyện chế ma vật trên chiến trường xác thực sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả nữ đế điểm nhẹ chán tiêu viêm giơ bàn tay lên dưới mắt mắt chó e rằng không cách nào quay về như vậy trên trăm đầu thái hư thần là bên trên có cường đại cấm chế phong tỏa căn bản là không có cách điều động ẩn chứa trong đó bằng bạc năng lượng nếu là mắt chó không có lừa gạt tiêu viêm rất có thể cùng nữ đế lời nói cái này ma vật có liên quan nữ đế lời nói ma vật là bị tôn thượng dùng cấm chế phong ấn tiêu viêm lập tức nghĩ tới chính là mắt chó rất có thể thi triển bố trí cái này cấm chế cường đại giả chính là bắt chó như vậy rất có thể ma vật cưỡng chế yêu cầu mắt chó bài trừ hán cấm chế có thể được tôn thượng phong ấn ma vật nhất định không đơn giản một khi bị phóng thích e rằng tình huống sẽ rất hỏng bét dù triều tôn bên trên đã suy yếu qua có thể như cũ vẫn như cũ cường đại không được chúng ta phải đi trước mặt khác một chỗ tiêu viêm lập tức kêu ngừng băng ẩn thỏ cũng may chính là vừa rời đi lạnh phàm tinh cũng không có bao lâu bị vỗ vỗ phần lưng băng ẩn thỏ không thể không lập tức dừng lại chỉ nghe thấy con thỏ phát ra từng trận tiếng gầm hơi thông tức giận trong lòng tiêu viêm giơ tay lên bên trong nạp giới nạp giới phía trên trượt hiện lên một vòng lam quang mà lam quang thì chỉ hướng hư không một phương hướng nào đó đi tiêu viêm khẽ quát một tiếng bằng uẩn thỏ có chút tức giận bởi vì này chính là lệnh phàm tinh vị trí trong nháy mắt có một loại bị tiêu viêm trêu đùa cảm giác chậm chạp không muốn quanh người mãi đến nữ đến ngón tay của điểm một chút hắn phần lưng bằng uẩn thỏ mới không tình nguyện tức giận vẫy vẫy đầu vừa mới xoay người sang chỗ khác, ân, phát sinh cái gì? vì sao còn phải trở về? Si Di linh hồn cũng là phát ra nghi hoặc, tiêu viêm ngồi xếp bằng vẫn như cũ, chỉ là lạnh lùng nói, đuổi kịp là được. Si Di linh hồn khẽ giật mình, trên mặt khổ tâm càng động, nghĩ thầm cái này một vạn năm chỉ sợ là không dễ chịu lắm. người này tính khí không tốt lắm, a à, băng ẩn thỏ dựa theo tiêu viêm phương hướng chỉ bạo lướt mà đi, nạp giới trên lam quang từ đầu đến cuối đang vì hán chỉ dẫn phương hướng, nữ đê ánh mắt nhìn phía trước hư không cũng là khuôn mặt trao lên. Ngươi muốn đi tìm cái này ma vật?" Nư Đế vấn đạo, Tiêu Viêm gật gật đầu, mắt chó giống như bị cái này ma vật vây khốn, phải đi tìm được nó. Tiêu Viêm trả lời, mà giờ khắc này bị vây mắt chó tựa hồ có thể nghe được Tiêu Viêm tiếng nói, nhất thời trong lòng một hồi cảm xúc, ở nơi này một cái chớp mắt lại có như vậy một chút xíu xúc động, ta liền biết, đáng giết ngàn đao vẫn không nỡ ta, suýt nữa sai thanh toán, mắt chó nước mắt tuôn đầy mặt, bây giờ tựa hồ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Mắt chó, nếu đế chưa nghe nói qua cái tên này, nó cũng gọi Linh Tu trước đó đi theo tôn thượng bên người viện nhi không biết sao tiêu viêm vấn đạo nữ đế suy tư một lát sau lắc đầu bạn đang xem đấu phá thương không vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay ta chỉ biết được trước đó chúng sinh bên cạnh có một cái gọi là đạt tịch thần thú tinh thông cấm chế chi thuật nhưng chưa từng nghe nói qua linh tù nữ đế nghiêm túc hồi đáp trong ánh mắt của nàng chỉ có tiêu viêm hơn nữa đối với tiêu viêm mỗi một cái vấn đề đều trả lời rất chân thành nhìn trước mắt nữ nhân này thật sự không cách nào làm cho tiêu viêm không sinh tâm động. tiêu viêm nghe vậy cũng cảm thấy cổ quái. cùng nữ đế vừa vặn tương phản, hắn chỉ nghe nói qua mắt chó gọi linh tù, cũng không nghe nói qua đạt tịch. bất quá không sao, chờ tìm được mắt chó phía sau hỏi một chút liền biết. trong nạp dưới mắt chó lại một lần nữa nghe được cái tên này, một cái chớp mắt này mắt chó gần người, trong mắt chẳng biết lúc nào lại có màu xanh nhạt, nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, nước mắt phiêu đãng trong hư không, chậm rãi bay xuống. tại nước mắt phiêu đãng ở giữa bỗng nhiên chạm đến giữa hư không một cái nào đó cấm chế nháy mắt lăm quang đại chán bị mắt chó nước mắt tiếp xúc đụng phải cấm chế chớp mắt liền sụp đổ mở ra mà dạng nước mắt chừng hơn 10 giọt hướng về hư không phiêu đã mà đi mỗi một giọt nước mắt tại chạm đến ở đây tồn tại cấm chế lúc cơ hồ cũng là một cái chớp mắt cấm chế liền sụp đổ linh tù cũng là đối với cấm chi thuật có thiên phú cực cao muốn tới cùng viện nhi lời nói đạt tịch có chỗ liên quan Lần này chủ yếu đi tìm nó cũng là bởi vì cần nó bài trừ cấm chế sức mạnh mới có thể giải khai thái hư thần là lên cấm chế phong ấn. Tiêu viêm chậm rãi nói, trong mắt bao hàm nhiệt lệ mắt chó nghe được từ trong nạp giới truyền tới tiêu viêm lời nói trong nhánh mắt ngạc nhiên. Quả nhiên, ta liền biết đáng giết ngàn đao nào có hảo tâm như vậy, hắn chính là muốn lợi dụng tiểu gia sức mạnh thôi, đáng giận đáng giết ngàn đao. Thôi thôi, tóm lại hắn chỉ cần tới cứu ta liền thành, mặc dù đáng giận, nhưng dù sao cũng so vĩnh viễn vây ở chỗ này mạnh mắt chó thương cảm trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ nhưng làm nó cúi đầu đi xem thời điểm nhưng là phát hiện ở đây nguyên bản hoàn chỉnh đại trận xuất hiện không tiểu trình đậu tổn hại đây là loại vô số cấm chế tạo thành trận pháp có được cực kỳ cường hãn phong ấn chi lực muốn đem hắn bài trừ rất khó ít nhất huyền âm chân giới không người có thể bài trừ này cấm chế nhưng này cấm chế tuy mạnh nhưng cũng độ trải qua tuyên cổ năm tháng tể lễ đại trận năng lượng cuối cùng cũng có cực hạn dạng này tổn hại càng là đã đủ để cho trận này cấm chế chi lực mất đi cân bằng ha ha đã tịch rất lâu không thấy à, nhưng vào lúc này, ở mảnh này u ám thế giới phần dưới, cũng chính là khổng lồ cấm chế phía dưới, theo cấm chế lực bất cân bằng, một đạo âm tà thanh âm từ dưới đáy chậm rãi truyền đến, mắt chó nghe tiếng hơi sững sờ, cũng chỉ là sững sờ, cái nào giả thần giả quỷ cặn bã, cười cái dám ngươi cười, vị phong ấn ở đây còn cười lên tiếng, âm tà thanh âm im bạt mà dừng, chỉ là gặp đến quanh mình cấm chế càng là bắt đầu tự động tan rã, đông đảo cấm chế bắt đầu sụp đổ. Hiển nhiên là bởi vì mắt chó vừa mới nước mắt phá diệt trừ cấm chế những cái này nguyên bản coi như kiên cố đại trận xuất hiện thiếu sót. Phong ấn tại cấm chế này dưới tồn tại chính là có thể thi triển sức mạnh bắt đầu phá giải, đừng có gấp đạt tịch, ngươi tạm chờ ta một hồi, ta lập tức sau khi ra ngoài đang cùng ngươi đối mặt mặt thật tốt ôn chuyện một chút, ông ta tiếng cười lạnh chậm rãi truyền đến, quanh mình cấm chế phát ra trận trận sụp đổ thanh âm, số lớn cấm chế bắt đầu xuất hiện buông lòng, bài trừ tựa hồ nhìn cũng chỉ là vấn đề thời gian, ai muốn cùng ngươi đối mặt mặt, thật ác tâm mắt chó thoại âm rơi xuống mắt to phía trên lam quang bắn ra tiếp đó càn quét ra trong chớp mắt nguyên bản xuất hiện giãn ra cấm chế một lần nữa có thể củng cố đến nỗi hỏng mất cấm chế càng là trong nháy mắt ngừng hiện ra trong khoảnh khắc mắt chó liền đem cái này xuất hiện giãn ra cấm chế đại trận hoàn toàn chữa trị ngươi nghĩ đi ra ta lại không để ngươi đi ra để cho ta cho người thêm ra có hai điểm mắt chó nói cái này ở nơi này đông đảo cấm chế trên cơ sở lại ngưng hiện ra trên trăm đạo cấm chế trong chớp mắt toàn bộ cấm chế đại trận hoàn toàn vững chắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nghe được ở nơi này sâu trong hư không truyền đến lửa giận tiếng gào thét, đạt tịch đạt tịch, nhanh cho lão tử đem cấm chế giải khai, bằng không lão tử đi ra nhất định phải đưa người hành hạ sống không bằng chết. Hắn tiếng giống giận dữ giống như cuồn cuộn lôi đình, càng là cuốn lấy uy áp cường đại, nhưng mắt chó nhưng là vẫn như cụ ánh mắt bình đạm, thậm chí ngay cả cái này tiếng giống đều chưa từng để ý, hoàn toàn hoành mặt làm ngơ đồng dạng. Có cái bản lĩnh này thà lập tức ngươi đi ra, nhưng cầu vừa chết, bất quá rõ ràng trên thế giới này còn không có có thể giết chết ta tồn tại nhốt ngươi là cái gì trông ngựa thần ma mắt chó lạnh lùng nói trong lúc nói chuyện nó trong mắt làm quang cũng không tiêu tan nơi này cấm chế khó trách có chút quen thuộc hoàn mỹ như vậy tay bút xem xét chính là tiểu gia ta đã từng lưu lại bất quá bây giờ xem ra ngược lại là còn có chút chỗ thiếu sót còn có thể trên cơ sở này trở nên càng hoàn mỹ hơn lấy vào đảm ở cái thế giới này sụp đổ phía trước ngươi cũng không cách nào phá trừ trận này mà ra mắt chó nghiêm túc đánh giá bốn phía cấm chế chậm rãi truyền ra âm thanh, đừng đừng đừng. Đạt tịch, vạn sự dễ thương lượng, ta chỗ này có thứ ngươi muốn. Tại mắt chó chỉ hoãn âm thanh lúc mở miệng, hư không phía dưới truyền tới âm thanh chính là không có trước đây bá đạo ngang ngược, mà là thay đổi ngữ khí, đã biến thành giọng khẩn cầu, nói hưu nói vượn, cầu ra ta không có thứ gì muốn, cầu ra chủ ta đánh chính là một cái vui vẻ. Mắt chó dùng đến kinh thường giọng, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy giữa hư không chậm rãi hiện lên một đạo quang mang một đạo lệnh mắt chó cảm thấy khí tức quen thuộc từ nơi này tia sáng ở trong truyền ra tia sáng chậm rãi tiêu tan trong ánh sáng cũng không phải gì đó thần vật mà là một cái toàn thân màu lam thậm chí nhìn có chút trong suốt cánh tay đây là của người cánh tay nghĩ đến người cũng là bị hắn khí tức hấp dẫn mà đến đúng không âm thanh chầm chậm truyền đến mắt chó nhìn xem cánh tay một cái chớp mắt mắt to trong đồng lỗ chật co rụt lại mắt chó ở nơi này giữa hư không tìm rất lâu đi tới huyền âm sau đó thì có cảm giác từ mắt thần ở trong không khó coi ra đây chính là mắt chó một mực chỗ tìm cánh tay lơ lửng đến rồi mắt chó trước mặt vẻn vẹn chỉ là một cánh tay chính là có vài chục trượng lớn nhỏ thể tích nhìn có chút kinh người như thế nào đạt tịch đây cũng là người chân thân ta giải khai cấm chế ta còn biết được người khắc nhục thân vị trí chúng ta có thể hợp tác hào chúng ta hợp tác mắt chó lập tức trong mắt bắn ra tinh mang gật đầu một cái như thế rất tốt trong hư không chuyển ra một đạo vui vẻ âm thanh nói đi ở nơi nào đem trận này giải khai a mắt chó cùng trong hư không thanh âm trăm miệng một lời cả hai phảng phất ước hẹn đồng dạng theo hai đạo bất đồng thanh âm truyền ra người nói trước đi người trước giải tại ngắn ngủi sau một hồi trầm mặc hai người lại lần nữa trăm miệng một lời lại một lần rơi vào trầm mặc bạn đang xem đấu phá thương khung vô thượng cảnh giới được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay xem ra là không có cách nào hợp tác mắt chó phỉ nhổ một tiếng không tức giận nói ngươi đừng muốn tính toán ta ta nói ngươi chạy làm sao bây giờ trong hư không âm thanh tiếp tục truyền đến chạy chạy trốn nơi đâu ngươi cũng cầm tu hồn ti làm thành lưới ta có thể chạy sao muốn hợp tác ta ít nhất phải nghe một chút ngươi nói là thật là giả vạn nhất cho ngươi giải khai ngươi gặp ta làm sao bây giờ bát chó hừ hừ nói nói tựa hồ cũng rất có đạo lý tại bát chó bốn phía có một trường mắt thường không cách nào nhìn thấy lưới tơ cũng chính bởi vì tấm lưới này mắt chó không cách nào từ nơi này rời đi trong thời gian ngắn khó mà đem hắn bài trừ cái cánh tay này là ta từ một hung thú trong bụng đặt lại nhục thể của ngươi đại bộ phận đều lưu lạc tới thần hy ra thế giới trong đó tiên ma cổ giới dị ma vực cùng với sơn hải thế giới lại đều không ngoại lệ nhận được nhục thân giả đại bộ phận cũng là ma thú ngược lại là làm ta hiếu kỳ nhục thể của ngươi tại sao lại bị chia cắt trong hư không thanh âm trầm thấp trầm chậm truyền đến không có trước đây cảm giác áp bách càng giống là ở cùng mắt chó nói chuyện phiếm cái này coi như phiền toái làm sao lại lưu lạc đến thế giới khác đâu mắt chó khó chịu nói tốt ta đã nói đem cấm chế giải khai a thanh âm trầm thấp truyền ra nói nói gì ngươi cái này không nói là nói nhảm sao ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả ít nhất cho điểm có giá trị cụ thể một chút manh mối chân thành một chút thực tình đổi thực tình mắt chó không tức giận nói bây giờ tựa hồ đảo khách thành chủ từ hư không truyền đến thanh âm thái độ có thể cảm giác được nó hay không phải không hướng mắt chó cúi đầu dù sao tù hồn ti cũng chỉ có thể vây khốn mắt chó mà thôi lấy nó cũng không có biện pháp gì tôn thượng vẫn diệt đến nay mắt chó vẫn tồn tại như cũ, đủ để chứng minh mắt chó sớm đã đạt đến bất tử bất diệt cấp độ, căn bản vốn không tồn tại thọ nguyên, chết càng là không tồn tại. Tiên ma cổ giới xé phong cấp, bị nơi đó một cái tông môn tất cả, dị ma vực nam hoang trong dị ma chủng tộc tranh đoạt, sơn hải thế giới là bị một cái gọi vàng dòng địch long chủng tộc chiếm hữu, đây cũng là ta toàn bộ biết, đầy đủ cặn kẽ à, trong hư không thanh âm không có ở che lớp, chỉ có thể là ngoan ngoãn đủ số dâng lên, đồng dạng kỹ càng a à. miễn cưỡng qua ải mắt chó giống như chính án một dạng, chỉ là hơi hài lòng, nhưng rất không hài lòng, ngươi không nên được voi đòi tiên, nói lời giữ lời, nhanh cho ta đen cấm chế hiểu. Đối mặt mắt chó loại này khinh thường lời nói, hư không ở dưới âm thanh rút cục nhẫn nại đến rồi cực hạn, nhịn không được phát ra tiếng giống giận dữ, thiếu an mẫu nóng này, thiếu an mẫu nóng này, ta tất nhiên đáp ứng liền nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng mà... Mắt chó dừng một chút, nhưng mà cái gì, ngươi còn muốn cái gì có chuyện mau nói có dám mau thả, vẫn là cùng trước đó một dạng, lề mề chậm chạp, thật phiền, trong hư không thanh âm có thể nghe ra, có chất chịu không được đến từ mắt chó hành hạ, nhưng mà... Phải đợi chờ, vũ luận âm thanh như thế nào gấp gáp, mắt chó kiểu gì cũng sẽ dừng lại, một lát sau mới chậm rãi mở miệng mà dạng phương thức nói chuyện, nhất là dài vò người, chờ cái gì, trong hư không âm thanh tiếp tục truyền đến, không biết, mắt chó đáp, không biết, hư không âm thanh ngạc nhiên, chính là nghĩ chờ một chút, mắt chó khoan thai trả lời. Chợt mắt chó nhàn nhã nhìn xem bốn phía cấm chế, không chỉ không có bài trừ cấm chế, ngược lại là đối với những cái kia có tì vết cấm chế tiến hành chữa trị bổ cường, người ở đây làm cái gì? Trong hư không thanh âm như lôi đình vậy lại lần nữa vang vọng dựng lên, hoàn thành tác phẩm của ta, trước đó không có lưu ý, bây giờ nhìn lại vẫn có rất nhiều chỗ không đủ, nếu là đem cái này Tây Bắc cấm chế đạt ở phía Nam, sau đó lại lấy 99 tên linh cấm bổ túc, trận này cấm chế chi lực còn có thể đề cao một tới gấp 2 mắt chó hoàn toàn mặc kệ âm thanh cỡ nào tức giận nó vẫn như cũ không ngừng cải tiến lấy trên trận pháp chỗ thiếu sót không sai biệt lắm đi ta là để cho ngươi bài trừ cấm chế không phải để cho ngươi gia cố trong hư không tiếng sống giận dữ không ngừng truyền đến bài trừ cấm chế có gì tài ba có thể tại loại này hoàn mỹ trên cơ sở để nó càng hoàn mỹ hơn đây mới gọi là bản lĩnh chân chính cầu gia ta muốn đem cái này trận pháp làm đến hoàn mỹ đến cực điểm tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoàn mỹ nhưng thế nhân nhìn đều cảm thấy oan tắc mắt chó trong mắt hiện ra tinh mang tựa hồ cực kỳ hưng phấn hơn nữa giống như trong hư không thanh âm kia càng là phẫn nộ mắt chó càng là hưng phấn cái đồ chơi này là một cái vô lại a à. đến cùng ai mới là ma đầu trong hư không thanh âm cuối cùng truyền ra không thể làm gì âm thanh nó đã không còn gầm thét bởi vì đối với mắt chó tới nói tựa hồ cái gì lời khó nghe đều không dùng bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới nguyên bản phía trước độ ra ám đạm đại trận vé ra chói mắt hào quang sáng chói. mắt chó ở nơi này nguyên bản là vô số cấm chế trên cơ sở cải tiến phía dưới trở nên càng thêm hoàn mỹ ngay ngắn trật tự cấm chế sắp xếp một vòng quanh toàn bộ khổng lồ cấm chế rực rỡ trói mát giống như là một tòa cung điện đồng dạng rực rỡ nhìn mình tác phẩm mắt chó lúc này mới hài lòng gật đầu một cái như thế đại trận cái quái gì đều có thể vây nhốt nó mấy triệu năm cầu gia ta nhất định là thiên tài trong hư không không có âm thanh truyền đến tự hồ đã không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì nói cái gì đều không dùng mãi đến không biết chưa qua bao lâu phía sau trong hư không truyền đến tiếng rít mắt chó lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang một đạo bóng trắng phi tốc ngoặt đến hắc hắc đáng giết ngàn đao cuối cùng đã tới nữ đế ngươi vậy mà tại chờ nữ đế đạt tịch ngươi càng như thế hèn hạ vì cái gì nói không giữ lời hư không yên lặng sau một hồi lại lần nữa là nhịn không được trực tiếp trời ầm lên cái gì nữ đế ta đang chờ đáng giết ngàn đao vạn nhất ta đem ngươi phóng suốt phía sau ngươi không thả ta làm sao bây giờ ta lại đánh không lại ngươi vậy không phải cho chính mình tìm cái bảo đảm a à? mắt chó vô cùng nói nghiêm túc mặc dù hư không không có chuyển đến âm thanh nhưng mà toàn bộ cấm chế đang điên cuồng run rẩy nhưng trận pháp mặc dù xuất hiện rung động bất quá vẫn như cũ vững như thành đồng rõ ràng bị trấn áp tại cấm chế ở dưới tồn tại hoàn toàn bị mắt chó chọc giận nhưng tức giận lại không có biện pháp gì trước đây đại trận đều không thể xông phá bây giờ lại bị mắt chó củng cố một tầng càng thêm không có khả năng bị sự mạnh mẽ chọc thùng trong nháy mắt băng ổn thỏ trở tiêu viêm cùng nữ đế xuất hiện ở mắt chó phía trước nhìn xem mắt chó ngồi xếp bằng tiêu viêm mới chậm chậm mở hai mắt ra tới trong khoảng thời gian này tiêu viêm đều ở đây cảm thụ được trong cơ thể mình bất hủ chi lực sau khi đột phá hắn vẫn không có thời gian dừng lại lắng động cùng cảm thụ mắt chó người tốt nhất nói lý do kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé đi tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh truyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người